là tôi đó hay là bà má bọn nó bà má ấy bọn nó là tôi giống một sự bọn nó hay là nó được bao giờ giống gì về bọn nó là nam mới sự bọn giống một chút hay là nam mới sự mà lúc tôi là tôi đi ai nó khỏi là bọn nó được bao nhiêu nào hay là được bao nhiêu mà là sẽ sang là sao đi rồi sẽ sang là rồi nó là sẽ sang bây giờ rồi nó là được bao nhiêu mà sao gì thế hay là đi nhất gì mà bà là rồi nào mà bà là rồi là mới đấy ạ nó được bao nhiêu nào nó sao là nam già bọn nó hay là đi được bao nhiêu đi à rồi là lúc tôi đi ai nó lúc tôi đi ai nó nào bây giờ mà nhẹ nó nhẹ vốn bà đi ăn tiền nhà bọn nó được bao nhiêu nào vốn bà đi ăn tiền nhà vốn bà đi ăn tiền nhà rồi chắc là gì mà so ra đấy nó được bao nhiêu tiền mà nhẹ người ra thì bọn nó chưa rồi là nhẹ tiền nhà số đó được bao nhiêu vốn bà đi ăn tiền nhà số đó hay là chỉ là nhẹ tôi đi ai giống như tôi đi ai tôi nhiều cổ cho biết là thế mà tôi đi ai vậy lúc tôi đi ai vậy nhẹ tôi đi ai vậy nó ra như vậy hay là ăn tiền nhà chắc nó được bao nhiêu sẽ sang là sao chỉ là đúng đi vốn bà đi ăn tiền nhà số đó nhẹ đi được bao nhiêu nó trả đi số này giá bao giá đó bí là Maria rồi nó đại à già bảo nó làm sao thu thu làm gì bảo nào trong nếu mình đi nào bảo nó làm sao mà trong nếu mình đi nào ha làm sao mà nó sao luôn thì hết bao nhiêu mà chúng ta nó giúp chúng tôi bà là mà bà cái người mà không có giúp bà là mà bà xíu mà được bà là mà bà tao linh ra bà là mà bà à chắc nó bùng mà bà của đã tôi về nó bà thì đấy rồi nó cũng là vốn như bà đi cả chủ nhà bảo nó làm sao mà vốn bà đi cả chủ nhà đi nó làm sao mà nó là gì nó nhập mai thì mà bà mà bỏ đấy, anh em trong cái mình nhập nhà tôi gì là vốn như bà đi cả tiền này, trong nguyên đó chắc nó xíu mà đi bỏ lại nó bà nguyên gì đấy, nó cái mà tôi nói là nó ô xíu mà đi bỏ lại cái nhà gì là mất rồi đấy bé, cái mà tôi mà bé đấy trong nguyên đó xíu là mà hai đứa nhà thế đó trong nguyên đấy, cái mà vốn như bà đi cả tiền nhà bỏ nó, là tôi cái ai bỏ nó, cái mà tôi mà là đi thế bà là bỏ nó, cái mà tôi mà đã rồi, cái mà tôi mà trong cái mình gì đó mà không bảo nó tôi nhập không được mẹ nó mà cho mình dễ bảo cũng nhà là nó làm sao mà nó cái này mình nhận nó à họ tí cả gì họ về đi để nó làm gì ta vậy hay là chú ở đây cái mũ đuôi là ba lấy ba ra cả nhau nó mà nhau ông là sống trên nhiều phố bia bảo nó đã đó sống trên nhà là sẽ được biết mà lại ba ra về bảo nó làm sao mà là chưa đủ đó là mình xin bảo nó làm sao mà họ tí cả nó họ tí cả là là phết bí gì ra này nó phết đâu cả bọn nó phết bí gì ra này phết đâu cả rồi mà phết đâu được rồi bọn nó là phết bí gì ra này phết đâu cả rồi mà phết đâu được à là họ đi cả nó khỏi được họ đi cả cái bé đó phết bí gì ra này à là phết đâu cả rồi họ đi cả nó là chỗ cái gì chỗ bị cả rồi nó phết bí làm hậu phết xe làm hậu phết là cái làm hậu nó ido lo cả nó họ đi cả nó khỏi bọn nó chú ấy chỗ bị rồi à là phết bí làm hậu phết xe làm hậu phết là cái làm hậu nó à là ý đồ sửa lại cái cảm đó bảo là họ đi gần sửa lại bọn nó làm sao họ đi gần thấy vậy đi bọn nó à là paradigm này là paradigm paradigm nhóc nó mình nhóc sống cái đó à là làm sao mà giờ nó tết hoa phi àm tết hoa u để qua nó là ti àm bọn mà chi àm thế gì luôn là sinh àm lâu nào phi àm tết àm bọn nó là tết luôn là bảo là ti hoa àm đi cái ngang ngang vào là phi sống ngang là sướng đó cái nhóc rồi là bọn nó cái nhóc rồi nó bây giờ đi du lịch phi mẹ à là phụ huynh đi du lịch phi này là bọn nó bây giờ đi du lịch là bao mà được học phi này nè à là bây giờ chùa là đâu bao giờ nào nó thì chính tôi vừa đi chùa đó khá là quy này nào bọn nó làm bao giờ nào nó à giá thì ra vậy nó bắt đầu nó à bông nhát kia vừa đi xe ba gù để ông sĩ tôi vừa khoe ra vậy nó à bây giờ thì mà nó kinh lược đó à cứ dùng càng gù để à khai lượng nó tăng cao bên phổ ra ba bọn nó bây bây giờ thì mà kinh lược đó ông đi xa bọn nó à bông nhát kia vừa đi xe ba đã là đi ra ba nào tôi à sáng tôi mới rồi đâu bao giờ bắt đi ra bắt ra lùm một là đã là thế nó làm bao giờ nào nó à là bà ấy đam mê gì à nó làm sao mà à kia này bảo sinh nhật mà phải tổ chức nó làm sao à là làm khi ra rồi nó bây giờ giờ nào vui à vui sao nó làm sao mà chỉ du du gì à nghe du đi ra là nó làm sao vui à vui sao gì à nó làm sao đi ra khu du này à là ba đấy rồi nó làm sao đi ra khu du nó à là bao nhiêu là làm sao được cái gì nào là cái gì họ cho phụ trách là bảo nó à để chúng ta mà à dùng thông mà là nó dùng thông mà là rồi à là sao bây giờ nhà phải mà tiêu hao nhiều tiền mà tiêu hao cái gì nào mà dùng thông mà là bảo đi đâu đi lúc đấy rồi à về hết bài rồi bảo là mấy giờ hết bài rồi giống như đà na mấy giờ nó làm sao đà na mấy giờ rồi đà na là nó đà na ấy là bắt đi đà na ấy bắt đàn mua rồi là nó tì ra mấy giờ rồi làm sao tì ra ấy à bây giờ cái này vừa vừa sai bảo là mấy giờ rồi bảo là ấy tham ác tao vẫn là tham ác đi ra để xử lý tham ác rồi đó à là chúng tôi phải là à công nhân cái gì cũng chú xem vào ha tôi xử lý tôi trả lại à là lấy làm sao bây giờ mà đi ăn thịt gà vào nó à bây bây giờ thì mà kết luận đó ác quỷ cái sao sao bây giờ thì chúng tôi bây giờ ok sai chén nó ác quỷ à xây chân à xây là bao rồi bê gỗ bê này cái giống ông cái sao bê gỗ mà bê này cũng được ba trăm mà bê này là đấy à trong đây chân đi này tôi khai nông ta là cái rồi trong đây chân thuộc cái nào bọn nó ta là cái mà tôi đi bắt tôi đã bắt đi mà cái rồi bê hết rồi ác quỷ đi ăn rồi này
ông chết sa nó mà ba quên tới đâu chết bài nó ông chết sa mà ba nó tới đâu bắt mình đi nhà của chị chết sa nó làm gì mà à là gõ ra luôn chân này hay mà nó làm gì mà phải chia gì này nè nó à là làm gì mà ai ra luôn làm gì mà nó à tất là vợ nó à đi nhà của chị chết sa nó bị bị chết đấy chân này hay mà nó gõ ra nó chân này hay mà nó mà u bà gõ ra u bà rồi nhé phải chia gì này nè hay là phải gõ ra chân này gõ ra rồi phải chia này nè gõ ra một bu à điều vừa làm gì mà ông chết sa nhưng mà phải đó là bất mà bè thế mà nó ông chết sa mà bảo bảo nó ông chết sa mà bảo giờ ông chết sa gì thế nào là bè mà rớt đấy xuống rồi lấy được bao nhiêu mà nó bè mà kén rớt đấy bảo nó làm bao nhiêu mà nó đàn ông bắt chân luôn sao mà xây điều mà ông chết sa hà nó làm bao nhiêu mà bè của à mà cha này cũng bảo nó à là cái tiền làm gì là bự gì đấy rồi dù đấy luôn à bè của cha này cũng sửa nó làm bao nhiêu tiền làm gì à à là ông chết sa dù đấy luôn à ông chết sa nhà vào luôn bảo nó ông chết sa nhà vào à là cô này là dù ông đi này là bè mà cha cũng bảo à là dù bây giờ chúng ta đi tới mà chúng ta đi xin khôi nó về cha này nào, nó dù đi này nó về cha bố, à là đã đi tuổi tiền hai tuổi rồi nó, à đã tuổi ba mươi nó rồi mà xin nó, năm bảy tết là vào được nó, phụ huynh sẽ chia cả là cũng cha bà, nó rồi mà xin phụ huynh sẽ nó phụ huynh sẽ à là cả là cũng à nó vũ trí dân mới phiền nó phụ huynh sẽ chịu bà, nó là bây giờ này sinh viên à là cha cả là mà nó vũ trí dân mới phiền nó phụ huynh sẽ bà, nó rồi mà áo bà phụ huynh này nó phụ huynh đi à bây giờ mà không sao phiền số bà, nó rồi mà xin mà đã đi phụ huynh phía cả là bây giờ này mà suy đi nó là bây giờ này mà suy đi ở cuối mà suy nó vũ trí dân mà phía cả là vũ trí dân mà phía được bây giờ này sẽ trả đấy à trả phía này là mà trả cả là suy đi dân mà trả gì đấy trả cả là mà à là vũ trí dân thì mà phía nó phá sẽ biết được mình phụ huynh sẽ bỏ nó là phụ huynh sẽ chịu được mà bỏ nó à là phụ huynh ở đó là mà chúng tôi đến bây giờ phải chịu đau mà nó suy đi cái gì mà tin là phải chịu đau nhiều à là nhà khán là xem mà phía nào mà nó là mà chúng ta là phụ huynh đau nhiều tôi là bỏ nó mà nó tôi về phía mà bỏ nó nào ở trên nhà bếp mà gì là nấu quá ở trên nhà bếp mà ha nó từ lúc bếp mà gì xua là gì tiêu hoài rồi bao giờ mà bê mà chảo nó bê mà chảo nó bê mà chảo nó rồi mà từ lúc bà xem mà mà chịu bỏ nó rồi bếp mà gì bà xem mà nó kia là nó nếu đâu là cá mà bùng nó chảo nó rồi mà xem mà nó là lũ bá bếp mà gì là cá mà bùng mà chui vô cùng lên bên này tiêu vô cùng lên ai bây giờ tiêu vô cùng thế nào bỏ nó là đi mà thôi nó ở trên nhà bếp mà gì là cá mà tôi bây giờ bảo này duy nhất là tiền tôi nói nó đủ ba bề mặt mà bảo duy nhất tiền nó thì cái lúc này ai ba bề mặt rồi nó là tiền hết về sạch nó chúng ta là phù hợp như nào nó à nó khuyết là gì nó thiên duy là lá ya nó qua mà khuyết là gì thiên là số là rằng ngày ấy là mấy gì nó là mà gì mà à ngày ấy cái gì là mấy bộ nó ngày ấy yêu tôi là ngày ấy cái gì là mấy à nó đã đó một cái mà là mấy bộ nó là mà gì mà nó à nó cái mà là cái gì là mấy nó cái gì là mấy bộ nó cái gì là mấy đã tôi nói nó khuyết là gì tôi là rồi nó cái mà là một đồ cái gì là mấy cái đó nó tiêu dao mẹ bông hoa mà xì hết cho má xem mà nó cái đi nam mình thật nó là mà nó khuyên là gì vậy nó là cái đi nam mình thiên đuôi vậy nó bỏ hoa cũng phải bảo rồi ngày ye này nó ngày ye ra cái đồ mẹ nó là má xem mà à là tôi bảo nó thao khuôn nhỉ nó à bé cháu mình lúc đau khổ đấy đó khán là bảo nó là mình lúc đau rồi thế thì cái sa này nó lỗ gốc địa cổ lũ nó là mà ye ye này cổ lũ ye ham bớt xem cái này này cổ lũ cái là đi luôn à là cho má xem mà nó là đi luôn cổ lũ đi nó sa gì bên nào mà là cho má xem ba ba đi đấy à là phải à sa gì rồi nó là mà xem mà đi bốc cùi này là chỉ lúc còn lúc gì xảy ra cái đá thôi là mà xem mà nó xem luôn là nó lù à là đâu cái mà mình xem được cùi là nó là mà cái gì kia thì xem mà lỗ công kia của gì mà được lỗ gì lỗ nhà mà nó là mà xem mà à là đá mà lù lù khổ nhà mà chúng mình xem lù lù à là khổ nhà của nó là mà xem mà nó lỗ công kia của cái gì thì xem mà của nó à là cháu một là mà xem mà à là đá mà lúc đó nó à số lượng phô ra bị cái gì mông cái nhà mới xem được nó mông cái nhà mới xem được cái mà bùng mà đó cái mà xem mà nó đó là ok nó à là khách đa khách là dàn này bộ nó là dàn này tôi biết được bộ này bao nhiêu đồ lấy là tia này à mấy xí đó bộ luôn dưới bếp cả bạn nó tôi biết bộ này bao nhiêu đồ lấy à tia này à mấy xí đó bộ rồi à là tới sáng này vài bộ nó làm sao mà nó tới sáng rồi à bây giờ tôi kể đi vào làm sao mà nó là thế nên làm sao mà nó chỉ có mà chỉ bảo mẹ mẫu đi ăn mới xí đó làm mà bùng mà về tôi biết mà nó bao mình rồi thì tia nó đi ăn mới xí đó bùng rồi nó tới sáng tia ra tia cái này nó làm sao mà ra ra đi nó mà ra bỏ tới sáng thì hát nhạc đàn này tia ra thì nhạc đàn này bỏ nó à siêu gia đi là cho nó mình nghe alo đàn nó nhạc đàn này về siêu gia bỏ nó làm sao mà nó ra đi rồi làm sao mà ra bỏ nó à là nó nấu bên nhà bên này thấy ai xem à xem ra nhà ông đã cụ già nó dễ ra về mà cho lên phụ để mới ra cái à mua vào đây in ngay giấy đi bỏ nó mua vào cái à tự động in ngay giấy đi bỏ nó
แล้วก็ไหนจะว่าจะมาเอาเปลี่ยนยาละตัววิทยาวิทยาเด็กเด็กกูเลยอะไรพอจะบอกว่าแล้ววิทยาวิทยาเด็กเด็กกูเลยอะไรพอจะบอกนะแล้วมาสิมาอะไรได้ดิได้ส่วนนี้จะว่าจะมุดเอาว่าจะเนาะเอ็งอะไรเนี่ยมาห้องมันมาตัววุฒิพิเศษทัววุฒิห้องมันตัวอาเปียตุลาบาลุตีจีลูจีเนี่ยเนาะทัวจะตีเอาเนี่ยลงอาเปียเนาะทัวกันที่เนี่ยตุลาบาลุตีจีสีตัวเนี่ยส่วนนี้ได้อะไรจะว่าจะมาเนาะ Tôi đi mấy chồng mà chồng đi cắt vậy ra đó có mà chồng ấy rồi cái mà sao thế là có một gì có khu vực đâu đó cho mà xin mà là nói đến khu gì là we are without the đó cho mà cho we are without the อะไรได้อะไรมาสิมาแล้วเนาะจะมาสิมาย่านนี่จะบาเบอาจจะคงได้ขาดจีดูดูในละก็เนาะคือย่านนั้นดูในละก็เนาะจะมาสิมาแล้วเราไปกูมึงเงยไปนี่จริงๆไม่ใช่เนาะจะมาสิมาได้อะไรที่อาจจะดีดีก็เนาะแล้วเราไปกูมึงเงยไปนี่จริงๆไม่ใช่เนาะเนาะเราเสนาเป็นผู้ลูกเกษตรดูในเราเนาะเราปลูกเราคุ้มจบพี่ดีเลยจะมาสิย่าก็มาหาคุ้มจบสิ่งก็เนาะจะมาสิมาเชนเนาะเราเสนาบอกเนาะมาคุ้มจบเนี่ยเชนเสนาบอกเนาะจะมาสิมาเราเวียวิชาเนาะเด็กเบ่เวีย
nó bị nấm bắt được canxi mà đại nhà nó phồng bò này chắc là vào được kia vùng quê bây giờ mà nhà nhiều đại cái tuy đôi chú bây giờ mình cũng được cả chỉ là mình thích giao dịch như vậy để làm gì mà nó nếu nó vào được chi nhau cái là tuy đôi chú bây giờ mà hai cô cũng được cả nhiều con nó làm gì mà nó canxi mà đại nhà rồi canxi nhà nó về vùng giao để đào cho bây giờ là con nó canxi mà này ông kia sao chứ ác cứu sĩ nó ác cứu à là can cái này ác cứu sĩ sẽ là ác cứu can sẽ là bà hạ về lý vùng đó giáo này nào vậy nó cam bảo sao cứu can sẽ bà đó cam bảo đi con nó vùng đủ đi nhất đi à là phía này nào vậy là can xin mà này vậy nó nào đủ bảo sao cứu can ngã bà đó đủ bảo sao vùng nó làm gì mà nó à là nó sang ngã vùng à là nam giáo sư lưu bảo nó nam giáo sư mua à là nó làm gì à là nam lưu giáo sư mua xin này rồi nó ác tin nhất nó ác tin nhất là đam mà vậy nó ác tin nhất là đam mà vậy nào ai ba gan lì ba rồi đam gì mà ai ba vùng lì vùng u đam gì mà là giáo đạo vậy nó đam gì mà à là rồi nó à là đam gì mà à là ba phi lên rồi à can si mà đang tòa học vậy nó đam gì mà đại lý gì mà đại lý mà khai bảo nó đam gì mà can si mà đây à là bê bù giáo được rồi nhà bạn nó nào cứ đó chú phi lên người rồi thì mà hai cô cứ được gặp nhiều người cho bà đi để đam gì mà à đây mà hai cô à là u ba mà nó qua phi được bà u ba mà đi vào thế này rồi ra rồi nó lũ sa đi rồi vậy thì lũ này đi ra cái được mà hai cô cứ được gặp đó thì là nó cứ dùng ngã ba xí này quý bạn ngã ba nó xa gì thế gì giá tôi chúng ta chu bị hà nó đâu mà thế này đá nó thắt chốt cái nào của nó đâu mà gì ra cho xuống đó là nó nhắc cái gì là nhắc cái gì nên là ô nhìn cái gì thôi cả bộ là cao ma và xia cảng bà biết được là đâu mà thế mà nó chúng ta chu bị lên mình mà thế này là sao nhỉ cao ma và xia cảng bộ nó là bà cái này số mà cứ dùng cái gì bà mà cứ dùng cái gì bà giờ chúng ta chu bị cái gì đấy mà chúng ta chu bị cái gì đấy nó giá một đâu mà thế mà cảm ơn các cụ chú gạo ở mặt trời hào bồ nó đam mê mà ở đây thì làm cái cảm ơn các cụ chú gạo ở mặt trời hào nó ở bà biết rồi tôi cảm ơn các cụ chú gạo đó nó mà học vũ bá dây sáu bảy ấy ai cũng đã học vũ bá dây sáu bảy bằng sách sách bảo bây giờ đi em nói là tôi đó chú biết rồi mà học cụ chú gạo mà dù thế luôn à tâm mà nó lũ bảy ai bảy nó đam mê lũ bảy mà học cụ chú gạo dù thế luôn à đam mê mà nó à đam mê mà à đại lý à đi học nào phải ai cũng là chú biết cái gì nếu bạn học cụ đã học nó à là biểu nghe chi là nếu bạn ăn cái gì vào nghe nó mà xem nào nó à là khai nghe đó mà xem xem nó sao tiền nó khai mà nó thì nào mà dễ chi để nó đó mà xem sao vô lý đó mà xem cho nó giáo mấy cái tiền vào nó à là giáo mấy cái tiền vào là phải ai ăn nào được cái gì à là phải ai ăn nào được cái gì cái gì gì cái tiền vào rồi đấy đó mà xem nào nó phải ai ăn nào được vui bao giờ chơi là rồi nó đó mà xem nào nó khai nghe đi trong đầu này à hồ chí minh là cái làm mà chưa vui là phải ai nào cái gì vui bao giờ nó ờ cái gì vậy phải là ok đấy cái gì vậy rồi vui bao giờ chơi nào mình đi trong nào chơi đó đó à là phải là nhà nào luôn hà đấy vui bao giờ chơi nó vui thì mình chơi đó chơi đấy nó à là phải là nhà nào luôn cứ đồ lúc đấy chơi cũng phải bao giờ cũng phải cái gì luôn bao giờ cũng phải nó à là phải là nhà nào luôn vui bao giờ chơi đấy để mà xem nào nếu mà phải là làm mới là đấy nó để mà xem bây giờ thì chơi bỏ nó bây giờ thì chơi phải là bây giờ thì chơi chơi là phải là bây giờ thì chơi bây giờ thì chơi được tiền bao là bao nhiêu chơi bỏ nó nào phải học cái đó là kinh nghiệm ăn thua rồi đi bộ môn gì cả, đâu là mà mua đó, nó là mà gì mà, à là huấn luyện gì về bộ, nó,
là nó quý ba sinh về bọn nó là bọn mình sẽ là quý ba sinh về bọn nó là ma sinh mạng nó là đi quý ba sinh này về là ma sinh mạng nó là suy đi dịch trả bọn nó là ma sinh mạng nó là giống như là phía là phía lâu hả phía mất cái gì của phía lâu mới làm là giờ xe lúc là giờ ma sinh mạng tôm là ta cùng nhà nó tạm được ăn tiền thật mà hầu quý ba nhà mới mẹ suy nghĩ nó mới mẹ suy nghĩ là phía ấy bọn mình sẽ được được ba sinh mạng tôm là ta cùng nhà nó tạm được ăn tiền thật mà hầu quý ba sinh mạng suy đi dịch rồi là đi dịch về nó cái gì là gì nhỉ tôm rồi à đạo ma sinh nó cái gì là gì nhỉ à là tao không biết là đạo ma sinh mà nó à là cái đạo mà hùng bọn nó thà tôi bây giờ này thì bọn mình sẽ xuống đi dây gì ha bảo ông chú lấy rồi mình em càng càng mà nó mới gần nó mới về ai ông chú đã bảo ông chú lấy càng càng mà nó mới gần nó mới về nó mới về ông chú là theo phe ai ra là xuống đi dây ha nó đạo ma sinh mà nó bảo ông chú lấy rồi càng càng mà nó mới gần nó mới về ông chú mới nếu bạn của ông chú lỗ mới ra vào nó đạo ma sinh mà thà tôi à là ra vào nó nếu bạn ông chú là à về sách thì anh ấy bảo ông đi đấy, nó là bao nhiêu mà đa lý đấy, là bao nhiêu cũng chỉ về mặt tiền mà đấy, nó là bao nhiêu mà, à là mấy sách phổ sách gì của nó, nó bây giờ là bao nhiêu, anh ấy bảo là sinh nhật tiếp sau khi nào rồi đi, đi luôn nhớ đi rồi anh ấy bảo, nó bây giờ có là phụ, nó anh ấy bảo, ai ông đi đâu bảo, nó là bao nhiêu mà, à là đa lý đấy, à cha mẹ phải đi đâu bảo, nó là bao nhiêu mà, nó, theo phe ái sinh suy cái gì là bất thâm mà, nó, mà họ vui bao nhiêu tiền gì đấy, là bao nhiêu mà, à mà nó tiền cả. Ya do lagao ne no to bwa ne tu ne dia to ma do lagao ne kan kan ma ne gadi ne me hu do no da ayo do kama te ya no no paida te ya no kama so ne ne nyat na bo no da ma paida te ya hu da ayo pyu le bo no kama te ya no paida te ya hu da ara no da ma so ayo pyu da bo no da ma so ma ara hu phaya yan la lue chu de ya nibban au pyu le so yo ara hma wa da bo no da ma so ma no da li le ara da ma so ma ti tha me da ma so ma no to chu chu à là sáu mươi tiền là được là phải ăn nào luôn khi đó sẽ kia sẽ phải ăn nào kia sẽ là chỉ luôn nhiều tiền nhà đó à là phải ăn nào lấy bằng nghề này ai cũng dùng nhà đó mà không bỏ nó à là bỏ hết tiền đồ giàu ông này với giá cái nào tiền hà luôn cả bao sáu mươi bỏ nó đâu mà gì mà nó à thì mà cái đó là nhà đi xuất hiện là bỏ tiền đồ giàu mít tiền hà luôn cả à là nó sáu mươi bây giờ đi rồi nó với giá tiền nhà cái nào những cái tiền hà luôn rồi đó à là bây giờ mà tiền hà đấy nó bây giờ mà tiền hà là ông bây giờ mà là sáu mươi tiền gì đó à cái đó là được xuất đi đi nào nó là mấy thứ mà là không được cái đó cái nhau nó bỏ hết cái này nó à là không được cái nhau bỏ hết cái bây giờ thì như vậy nó bỏ hết cái này nó biết của mình nào phun lên à nó hồi giờ đó hồi giờ thế này biết mình nào phun lên à bỏ hết cái này sẽ của sẽ nhức cái ảo nó cái nào ra được mà nhức cái nào ra diễn cảnh nó à là hồi giờ thế này cái nào diễn cảnh này cái đó nó bây giờ cứu dù ai cứu dù cái này biết trả lại rồi là mấy thứ mà nó được bỏ à cái của giáo giáo bài thì sử dụng à là xa lý này tiền rồi chỉ là hết giá rồi nó đã mang xuống à là đó à là thuê thu đó mình xuống vào cái mua đó với giá tiền cái này nhé cái tiền ha đã lý rồi mà thả mà còn nó đã mang xuống mà à là đã xuống à là đã mang xuống là giá mà nó đã mang xuống đã xuống xa luôn nhanh nhẹ đó nhanh nhẹ bây giờ mình nó nhanh nhẹ lâu về nó đã mang xuống thuê thu đó mình xuống vào nhanh nhẹ lâu về đó à là sao đấy à nó là có những người làm như thế đấy để mà gì mà nó lũ ba tâm mưu gì đó lũ ba vui ba nó lũ ba tâm mưu thằng nào lũ ba cả là ba nó lũ ba quên đi cái mà sự việc nó đã có những người nó chốt cái nào vậy à là đảm bảo được bây giờ là cả đó để mà gì mà nó lũ ba tâm mưu nó gì đó nó giúp được gia phi vui bên gia phi nó chỉ mà cái xin này là đó nó à là năm nay là rồi xin nó để mà gì mà năm nay là rồi xin nó à là mà bây giờ cũng xin này mà vui nhà giúp đi bỏ nó là nó vui nhà giúp xin là rồi tôi khắc khắc đi nè à là xin là vậy đấy nó là mà xin mà nó hari rồi nó là mà xin mà tên vừa tôi hari rồi tên vừa giờ mà khắc vừa nó là mà xin mà à là đại đi vừa nó mà khắc cái hari rồi à là mà xin mà à là nó là cố gắng cố là mà xin mà nó à là phát hào nó là phát hào này à bố đẹp tiền tiền giàu gì nó đại đi à là phát hào nó lúc bắt đầu à là thì ra là xem tiền mà tôi rồi bảo nó cố bán được lúc bao nhiêu cái hiện bắt cả lúc bao nhiêu cái nó xây dựng lâu xa hàm nó đâu mà xem lúc bao nhiêu à là nó xây dựng được to bà mình nó đâu mà xem nó à là chủ địa không gì nó đâu mà xem là chủ địa không gì à là xây to bà mình nó đâu mà xem nó à là nó ai hết ta biết ta ta đừng có lo gì cả mà anh là apa
nó xem bé hay cả mấy sư nó làm mấy sư bà, à cháu này qua phía già cả, à rồi à thì cháu này xin đi, u ba đây à ông bà, cả mắt chân nào đấy bà, à ông cũng như nhau, cái gì đâu, bây giờ mấy sư đó, à làm mấy sư mà nó xem được, nó làm mấy sư mà à là đi, bây giờ mà ông làm mấy sư được, số lượng tiền này hàng đi vào về, à là chúng ta đi ra cho cháu là chơi đủ làm mấy sư mà nó mà béo mà cũng được, nó, à là mà béo mà là tinh một đường, nó làm mấy sư mà nó. Hala no ala sa yi dan yi le pong nyan li ba ne ne li no da ma sa da o thui thu da te mi si ba u a he tu ga he tu da he yo no ala a so he de ma si u bo no da ma sa tu ye de ba li ko ko a mat tha bo ai tu ga he de ma si u bo he de ma si u bo no ala sa lu yin ma so a long long yo pya lu di tan pyo chet do no a lobha sa do a lobha sa do a lobha a do da a mo da lobha do da moha so le he chao ba si le di a he chao ba ma da ba he ma ma si do ja အဲ့ဒါဘာလို့ခေါ်လဲအဟိတုကလို့ခေါ်တယ်နော်အဟိတုကလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဓမ္မဆုရပါအဟိတုကနော်နောက်တပစ္စယနော်တပစ္စယပစ္စယဆိုတာအကြောင်းနော်ပစ္စယဆိုတာတဆိုတာတကွာပေါ့အကြောင်းတော့ကွာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရုပ်တရားနော်ဘယ်အကြောင်းလဲကံစိတ်ဥဒုအဟာရအဲ့တော့စာလူရေးလိုက်တော့မိမိဆိုင်ရာဖြစ်တော့တဲ့ကံစိတ်ဥဒုအဟာယူတော့အကြောင်းရှိတော့ကြောင့်တဲ့တပစ္စယလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးတွေအဲ့ဒါဓမ္မဆုရရင်ရပါတယ်နော်နောက်တရဲ့နော်ဓမ္မနောက်ဘာပေါင်းလဲအတဝရဲ့ပေါင်းလာနော်အတဝအဲ့တော့တတဝဆိုတာတဲ့အတဝပေါင်းလေဆိုတော့အဲ့ဒါဓမ္မနော်အတဝအတဝတရားရဲ့တကွာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဓမ္မဆိုမှာအဲ့ဒါမိမိကိုအာယုံပြည့်ဖြစ်သောကာမနော်တဝစသည်နော်ကာမတဝလို့နော်အဲဒိဋ္ဌာတဝလို့နော်ဓမ္မဆိုဝိညာတဝလို့နော်ဓမ္မဆိုမှာဒီလိုရကာမတဝစသည်နော်တကွာဖြစ်သောကြောင့်တဲ့ဓမ္မဆိုမှာနော်တတဝမြည်တယ်နော်ကာမတဝအတဝတရားရဲ့ဓမ္မဆိုမှာနော်တကွာဖြစ်သောကြောင့်နော်ဓမ္မဆိုမှာနော်တကွာဒီမှာသရီးပါတော့အဲ့ဒါတခွားလေးယူပေါ့နော်တခွားဖြစ်တော့ကြောက်တပတ်စုနာနော်အဲတသဝမီလေအတော်တရား၄ပါးနော်ဓမ္မစုလို့သူမိတာပဲနော်အဲတင်္ခတနော်တော့အဲနော်ကာမတဝဘဝတဝဒိဋ္ဌတဝဝိညာတဝဆိုလေကာမတဝနော်၄ပါးအဲတင်္ခတတင်္ခတဆိုတာကတော့ဓမ္မစုနာဆရာတို့အဲအဘိဓမ္မာစတင်လေရဆိုရင်ဓမ္မစုနာနော်အဘိဓမ္မာထက်တရားပေါ့နော်ဓမ္မစုနာအဲအဘိဓမ္မာထက်တရားအဲဓမ္မစုနာ၅ပါးရှိတာပေါ့နော်စိတ်စိတ်ယုံနေပါပြည့်ညတ်ဒီရမှာပရမတ်တရားเนาะဓမ္မဆုမှာဖော်ပြပါဆိုစိတ်စိတ်ရုပ်ပေါ့เนาะဒီရမှာတင်ခတတရားကိုဖော်ပြပါဆိုเนาะဓမ္မဆုလူခဏကိုမှရှိရဲ့စိတ်စိတ်ရုပ်ကတင်ခတတရားဘာဖြစ်လို့တင်ခတတရားလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာဆရာတို့ကအဲ့ဒါစဆာလို့ဆိုတာ ਨੇ တင်ပြီပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တင်ခတတရားလို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်တော့เนาะအဲ့ဒါဓမ္မဆုမှာเนาะအကြောင်းတွေကပြုပြင်စီရင်လို့เนาะတနည်းအဖြစ်ပြက်ရှိတယ်အကြောင်းတွေကပြုပြင်စီရင်လို့ဒီမှာတော့ဓမ္မဆုမှာเนาะကံစိတ်ဥဒုနောက်ကံစိတ်ဥဒုနောက်အာဟာရတို့အကြောင်းတရား၄ပါးကပြုပြင်စီရင်လို့တဲ့သူရဲ့စီရင်အပ်တော့ကြောင့်တင်ကတမီးတယ်တောင်းလို့ခွေသူမရှိပါဘူးလို့နော်အဲလောကီယနော်ဒါမှလောကီယနော်လောလောကထဲမှာနော်အဲနော်လောကထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ပေါ့ဥပါဒဏ်ခန္ဓာကိုဆွတ်တော့လောက၌နော်ဒါမှလောက၌အကျုံးဝင်တော့ကြောင့်နော်ရှင်တော့ကြောင့်နော်ဒါမှအပြိမဆိုရင်အကျုံးဝင်တော့ကြောင့်ဒီမှာရှင်တော့ကြောင့်ဒါလို့ကွာဥပါဒဏ်ခန္ဓာကိုဆွတ်တော့လောက၌ရှင်တော့ကြောင့်လောကီယလို့မြည်တယ်ဒါမှဆိုမှာနော်အဲ့ဆွဲရတဲ့ခန္ဓာကြီးပေါ့ဒီအရနော်လောကအဲ့တော့ဆရာလောကထဲမှာအကျုံးဝင်သွားတာပေါ့နော်လောကထဲမှာအကျုံးဝင်သွားလို့ဒါမှဆိုရင်နော်လောကီယလို့ခေါ်တယ်ကာမဝဆရာနော်ကာမတဏ္ဍာရဲ့ကျင်လေတက်စာဖြစ်တော့ကြောင့်ဒါမှဆိုရင်နော်ဒါအခုရမှာတိုင်းပြောပါကာမတဏ္ဍာရဲ့ကျင်လေတက်စာကာမဝဆရာမြည်လေနော်အနာရမဏနော်အနာရဲ့အာမဏရဲ့ပေါင်းတာပေါ့နော်အာမဏဆိုအာယုံအာရမဆိုအာယုံနော်အနာဆိုအာယုံပြုလို့နော်အဲ့ဒါအာယုံပြုလို့မရဘူးကွာနန်တရားနော်နန်တရားကဲဆိုဒီလိုတစ်ခုတော့အာယုံကိုမယူတတ်ဘူးနော်နန်တရားကဲဆိုတာစိတ်ရှည်သိက္ခာအာယုံယူနိုင်တယ်အာယုံအောင်ပြုတယ်ပေါ့နော်အောင်ပြုတယ်ရုပ်တရားတွေကအောင်မပြုနိုင်ဘူးအဲဒီလိုအောင်မပြုနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါစိတ်ရှည်သိက္ခာဝေရအာယုံလည်းအောင်ပြုနိုင်တယ်နော်ဓမ္မဆရာအဝေးရဲ့သွားနော်တဘာရဲ့လည်းကိုယ်လည်းမရှိသွားအဲ့ဒါစိတ်ရဲ့နော်အဲ့ဓမ္မဆရာတရားစိတ်ရှည်သိက္ခာဆိုအာယုံကိုနော်အာယုံမပြုနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဓမ္မဆရာဒါလေးကြောင်နန်တရားကဲ့သို့ဒီလိုတစ်ခုသောအာယုံကိုမယူတတ်တော့ကြောင့်အနာရမဏလို့ခေါ်တယ်နော်ဓမ္မစနာ။နောက်အပ္ပဟာတ္တပနော်အပ္ပကမပယ်ထိုက်ဘူးလေနော်။အဲ့ဒါဆရာတို့ကဓမ္မစနာဒီရုပ်တောင်းတွေကိုမတင်ဘူးဆိုရင်ရုပ်တောင်းလို့မတင်ဘူးဆိုရုပ်တွေကိုပယ်တယ်။အဲ့ဒါဘယ်လိုပယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မစနာနော်။ဥပမာပေါ့နော်အဲ့ဒါရည်သားဘွားနော်ဖြစ်ကြရတဲ့အမိဘရဲ့သဘောမတူဆွေမျိုးရဲ့သဘောမတူအဆင့်နဲ့ကွာတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဇဲချိုးချပြီးတော့အဲ့ဒါနော်ဓမ္မစနာတရားလာနဲ့အစိတ်တောက်တရားလာနဲ့အဲ့ဒါရေထဲကိုကုန်ခုန်ထပြီးတော့တရားရတဲ့ကားတိုက်ပြီးတော့တရားရတဲ့ဒါပါလေရုပ်တွေကိုပယ်လိုက်တာနော်ရုပ်တွေကိုပယ်လိုက်တာဓမ္မစင်မနော်အဲ့ဒါဒီရုပ်ကြီးရဲ့မရှိရင်ကောင်းရဲ့ငါဘွားပြီးပြီလို့ဒီလိုကြီးစပြီးတော့ရုပ်တွေကိုပယ်လိုက်တာအမှန်ရုပ်ကိုပယ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်ဒီလိုပုံစံနဲ့ပယ်ရဆိုရင်နော်ရုပ်ကိုဒီလိုပုံစံနဲ့ပယ်နောက်ဘွားမှာဓမ္မစင်သူ့ရဲ့နော်ဒုက္ခရောက်တဲ့ရုပ်ကြီးနော်ဓမ္မစင်အပယ်လေးပုံရုပ်ကြီးလာမှာနော်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကြီးကပယ်အပ်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနော်
ยกยื่นจองยูเบียร์มาเสียบ้าไปเลยไปไม่เลยเนาะแค่ไปมาเนาะกี่ลีดเอาไปมาเนาะกี่ลีดเอาไปได้เนี่ยมาเสียแกนี่เลยมาพิจารณาบ่เนาะแกนี่มาพิจารณาเนี่ยมาเสียมาเนาะเราในบางเราบ่เนาะเราจะแกนี่มาพิจารณาสุดเนาะมาเสียมาเราพยายามเสาร์ปุ่งบ่ว่ามาชิวเนาะพยายามนะพี่อ่ะกี่ลีดเอาพี่ไปเลยกี่ลีดเอาพี่ไปเดี๋ยวกูจะลงตัวเลยกูจะมามีเราบ้าที่ว่าเลยกี่ยามีเนาะมาเสียมาแกนี่มาพิจารณาบ่เนาะแต่เกี่ยวแต่ว่าจะกิเลสอะไรกูไปอ่ะมาเนาะกิเลสเอาไปกันมาพี่เราแกมาพี่เราเองแล้วจะพอดีไม่ยากหรอกกูเดี๋ยวไปอ่ะมาไปเลยกิเลสเดี๋ยวยกจีโอตัวพี่เราอะไรลุยยามมามาพี่เราแล้วสามเดือนพี่เรามามาพี่เราไปจ้าละเนาะแต่ว่ายกจีโอตัวไปเลยส่วนเนาะไปรีบบอกตัวเองเนี่ยแต่ว่าสิมาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมาสิมาเนาะอะไรพะฮะจะไปเลยเดริงก็พะฮะซาดีส่วนอะไรเนาะเดริงก็พะฮะวิคัมบานาพะฮะตมุสีลาพะฮะเนาะจะเอาไปเดริงก็พะฮะขึ้นจากขึ้นไปละเวทคำบรรณาปะหันเช่นจะจะไปละแต่มุสีละปะหันเนาะธรรมสิมาอ่ะมิตรเปียบทีลูกปะหันเนี่ยเปียมาโมกุเลยทีลูกอันนี้เราเนาะคิดอะไรอยู่เปียมาบ่แล้วเราจะมาสักสามพิมพ์มาเป็นตัวจับเนาะธรรมสิมาอับปะหันกับปะเนาะธรรมสิมาคนเราเปียมาเราคิดอะไรกันอยู่เปียมาโมกุจะอับปะกับปะเขยเนาะทุกทุกแบบเออธรรมสิมาด่าส่วนอ่ะเราคุชาลุติวาระฮะธรรมอีกเอาผู้ใหญ่ดูคนละเนาะแต่ของเนี่ยตัวมันส่วนผู้ใหญ่มาเนี่ยเอกวุฒานี่รูปภูกากามาเอกวุฒานี่ရှိတယ်ဒုဝိဒานี่ရှိတယ်เนาะဓမ္မဆရာမခုပြောသွားတာเอกวุฒานี่เนาะအဲ့ဒါယုတ်28ပါခုအဲ့ဒါယုတ်28ပါလုံးကိုဓမ္မဆရာမှတ်ထားမှာတသုတ္တဖို့တဲ့နာမည်ပေးလာယုတ်28ပါလုံးကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးလဲအာဟိတုကလို့နာမည်ပေးတယ်เนาะအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အာဟိတုကလို့ဘာနာမည်ပေးလဲဆိုတော့เนาะအလောဘเนาะအလောဘမသိရင်လဲလောဘစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလဲမပရှိလို့အဲ့ဒါเนาะယုတ်28ပါလုံးကိုတပိစလို့ပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲနော်အကြောင်းတွေကပြုပြင်စင်တာကံစိတ်ဥဒုအာဟာတိတော့နော်ယုံ28ပါလုံးကိုနော်တတဝလို့ပြီးလဲဘာဖြစ်လဲကာမတဝစတဲ့နော်ဓမ္မဆိုတဝဖြစ်လို့နော်ဓမ္မဆိုတာအဲယုံ28ပါလုံးသင်္ကတဘာဖြစ်လဲအကြောင်းတွေကပြုပြင်စင်တာဘောကံစိတ်ဥဒုအာဟာဆိုအဲ့ဒါယုံ28ပါလုံးကိုလောကိယလို့ခေါ်တာနော်လောကိယလောကထဲမှာဓမ္မဆိုတာအကျုံးဝင်တာကိုနော်ဓမ္မဆိုတာလောကထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်ဥပါဒနာကုဆိုတော့လောကထဲပေါ့နော်ဓမ္မဆိုမှာနော်အဲ့ဒါလောကထဲမှာအကျုံးဝင်တယ်နော်ကာမဝဆလို့နော်ဒါယုံ28ပါကာမဝဆလို့ပါကာမတဏ္ဍာရယ်ကျင်တဲ့တက်ဆာဖြစ်လို့နော်ဓမ္မဆုမအဲ့ဒါလေးနော်ဓမ္မဆုမနော်အနာဓမ္မနာလို့ဘာကြောက်ခေါ်လဲစိတ်ရှင်လေးကအာယုံကိုမယူနိုင်ဘူးနော်အာဟုအာဟုမပြုနိုင်ဘူးနော်အပ္ပဟတပ္ပလို့ဘာကြောက်ခေါ်တယ်လဲနော်ပယ်မဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်ပယ်ရမှာကိလေသာကိုပွားမှာနော်အဲ့ဒါယုတ်ကြီးလို့ဟဲ့ဒရင်ကပဟံလို့ဝိသဗ္ဗပဟံလို့သမုစီရပဟံဖြင့်အဲ့ဒါပယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မဆုမဒါဆိုရင်ရှားဧကဗုဒ္ဓံကြီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါသူဆက်သွားမှာဒုဝိဒဏီเนาะဒုဝိဒဏီဆိုတာတော့အဲ့ဒါဓမ္မဆရာနှစ်ဆုနှစ်ဖို့အပြင်ဒုဆိုတာနှစ်ဆုနှစ်ဖို့အပြင်เนาะဝေပန်မှာပေါ့ဒုဝိဒဏီเนาะဓမ္မဆရာရုပ်တွေနာမည်နှစ်ခုပေးမယ်เนาะနာမည်နှစ်ခုပေးမယ်เนาะရုပ်တွေကိုเนาะဓမ္မဆရာနာမည်နှစ်ခုပေးမယ်အဲ့နံပါတ်1ကเนาะဓမ္မနံပါတ်2ဆုကဘာလဲဆိုအစ္စတိကယုတ်เนาะအဲ့နံပါတ်1ခုကနောက်တစ်ခုကဘာဟိယယုတ်ပေါ့เนาะယုတ်28ပါးမှာဓမ္မအစ္စတိကယုတ်နဲ့ဘိယယုတ်ဆိုဖွဲပလိုက်မှာเนาะအဲ့တော့သူတချမ်းကိုတချမ်းပေါ့နော်ဓမ္မစင်မာနော်ဟိုဥပမာပြောရရင်တော့နော်ဓမ္မစင်မာဟိုမဟာဗုဒ္ဓယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ဖွဲ့တယ်ပေါ့မဟာဗုဒ္ဓယုတ်နဲ့ဥပါဒယုတ်ဖွဲ့တယ်ပေါ့နော်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်အဲ့ဒါ၄ပါအဲ့ဒါမဟာဗုဒ္ဓယုတ်အဲ့ကျန်တဲ့ယုတ်တွေတော့ဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်တာပေါ့မဟာဆိုကြီးကျယ်တယ်ဗုဒ္ဓဆိုတာထင်ရှားတယ်ကြီးကျယ်ထင်ရှားတဲ့ယုတ်တွေပေါ့ဓမ္မစင်မာအဲ့ဒါမဟာဗုဒ္ဓယုတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒါဓမ္မစင်မာနော်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်ကိုမြှွေးဖြစ်တယ်မဟာဗုဒ္ဓယုတ်အမှုတည်တဲ့ယုတ်ကိုဥပါဒယုတ်လို့ခေါ်ရနော်ဒီလိုပုံစံမှာပဲအဲ့ဒီမှာလေဒုဝိဒ္ဒီနာမည်နှစ်ခုပေးမယ်အစ္စတိကယုတ်နဲ့ဗဟိယယုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်တက်ရှိတယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တွေပါပဲနော်ဒါပေမဲ့တက်ရှိတယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တွေမှာပါနော်ဓမ္မဆုနာအဲ့ကျေးဇူးများရဲ့ဓမ္မဆုနာနော်ဓမ္မဆုနာအဲ့ကျေးဇူးများရဲ့နောက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဘောလို့နော်ဆွဲလို့ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဒီယုတ်တွေမရှိဘူးဆိုရင်ခုပြောမဲ့ယုတ်မရှိဘူးဆိုရင်ချင်းလုံးလို့ပဲနော်အဲ့တော့လူလုံးဘာရောက်ခေါ်လဲအဲ့တော့ဘောလို့ဘာရောက်ခေါ်လဲဒီယုတ်ရှိလို့ဘာယုတ်လဲဆိုပတ္တာတာယုတ်၅ပါနော်တရဝါကြီးကိုဟူသောเนาะတရဝါကြီးကိုဟူသောအဲ့တဘောကိုဆွဲရဖြစ်တော့ကြာဦးအဲ့တဘောတရဝါကိုကိုဆိုတာเนาะအဲ့ဆွဲရဖြစ်တာဘာလို့ကြည့်လို့ဆွဲရဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပရတာကို၅ပါးရှိလို့เนาะဒီပရတာကိုမရှိဆိုရင်သူ့ကိုဓမ္မဆရာအဲ့တဘောတရဝါလို့အောင်ခေါ်လို့မရတော့ဘူးပေါ့เนาะဓမ္မဆရာခြေနှုံးလို့တော့ပြောလို့ရသွားတာပေါ့เนาะခြေနှုံးကဲသူဖြစ်သွားမှာပေါ့ညမောင်ရတရဝါတို့ဟိုအဲ့တရဝါတို့ဒီကိုဟူသောအဲ့တဘောကိုဆွဲရဖြစ်တော့ပရတာကို၅ပါးကြီးအစ္စတိကယုတ်ကြီးတယ်เนาะဓမ္မဆရာဒါနံပါတ်1အဖွင့်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘောကြီးဆွဲဖြစ်တယ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးအဲ့တော့ဘောကြီးဆွဲဖြစ်တယ်ကတရား5ပါးကိုအစ္စတိကနောက်ခန္ဓာအတွက်เนาะကျေးဇူးထူးများတယ်เนาะဓမ္မဆရာကစာသင်တယ်အဲ့ဒါစက္ခုပရတာရှိလို့သောတာပရတာရှိလို့ခုစက္ခုလို့သောတာလို့လာမရှိကြပါလားเนาะအဲ့တော့ဇေဝါလို့ပါရလာမရှိကြပါလားเนาะဓမ္မ
nè đi vào mình xí gì vào đó nó cái đó là đó nó đâu mà gì mà quên đi đi vào đi là cụ để ý là mình đi đâu bỏ đâu mà gì mà giống đâu mà gì mà khăn là cô về chia dụng nhà rồi đâu mà gì về chia dụng nhà rồi đó là bắt đầu đâu ngã vào ít đi cái yêu cầu này làm ăn gì nó ở đâu bỏ làm ăn cái đó ở đâu bỏ làm ăn cái đó chia dụng dụng nhà này làm ăn tốt à cái đó vào xuôi đó sẽ có xuôi được đấy đâu mà gì mà nó sẽ có xuôi được đấy chỉ yêu tiền xí lụt nó sẽ dùng thế cả là bỏ đâu mà gì mà nó những cái gì cái gì cái nó đâu mà gì mà nếu mà bác sĩ ở đâu bác sĩ là sẽ có xuất huyết, ít ra đi cái yếu được khỏi đấy rồi đó, ít ra đi cái yếu của bác sĩ mà nó ở chết tống chân này, hay là phun hà đấy, ở đó yếu đó, bác sĩ mà thu cái tham này, nó là sao vậy mà bị này nhé, ít ra đi cái yếu là bà đấy rồi chết tống chân này phía mà nó bác sĩ mà nó hầu bị bài à, nó là đi chết, là đi yếu ngã bài ấy, nó bác sĩ mà ba cái đấy yếu của nó, là tiền bạc cái đấy yếu của nó, bác sĩ tiền bạc cái đấy yếu rồi, hồ chí minh mà cái đấy yếu rồi mà bây giờ cái lúc khai nào mà về nó giao gia đình mình sẽ không được mình lấy mình sẽ không được bao nhiêu đấy, là cũng là ngã bao phải lại bỏ nó là bao giờ chạy lấy dấu điều đó, nó là bao giờ mà bây giờ cái ai vậy, nó tiền bao phí đấy, bao phí đó đó, bao giờ bao nhiêu được gọi là rồi, bao nhiêu à, nó tiền bao phí được bao nhiêu được khó bao nhiêu, nó đã chịu đủ mấy chục vụ đó, hey nó vậy, nó vô thu nhập, à là nhà thầu đó nó mà mấy vụ đấy, nó là bao giờ mà nó vô thu nhập, à là quân nhân nó chết, nó không nhập ba, nó quân nhân nó không nhập ba. When you never could have bought a second when you had a daughter when you had a gun, when you had a zima when you had a guy when you had that, no? Manota went over when you had that, not a Muslim. Saku when you had a not a Muslim, but do me, not Saku to me, Dabo. A dear will come with the Saku Bradabo, the Muslim, not the army. A dear better thought out of Ghana to say, why do I do that? So, what to do, me, I was saying, what to do, me, Dabo. And I did have my Manota and Mano when you had a god, oh, how do you have to, me, Dabo, not a Muslim. Yeah, when you are at the corner by Tiamia to Doja. But I don't have a hurry out of a bow, not about the top bar, not the top bar, have it. I would you be there, the Mazuma, not about I would you, Omaro. And I put out my bar, no hurry out of my mother bar, not Janet, you can send a bar, Janet. I don't know the Mazuma, we don't me out of the door. I would to your door, and I do call right now, not the Mazuma. I don't know a bit of my lava, you know, a bit of my head, the Mazuma daddy thing that Prada. ตัวอะไรตัวอะไรธรรมะตัวนั้นเนาะแล้วผิดจองบ่เนาะแล้วบายเนี่ยผิดจองเนี่ยเนาะแล้วใส่ชื่อเล่มเนี่ยผิดจองบ่เนาะแล้วดาวจะขาบ่เลยขอลาบ่ตัวอ่ะเนาะจะขาบ่อยู่บ่เนาะแล้วใส่ชื่อเล่มผิดจองอยู่บ่เนาะแล้วปะดาเรางาบ่ดีแหละแล้วเปลี่ยนซะตัวเราวุฒิเอาดาบ่ธรรมะตัวนั้นเนาะแล้วธรรมะเนี่ยสักคู่ก็เราวุฒิตัวเราวุฒิเทวาเราวุฒิกายเราวุฒิเนาะธรรมะตัวนั้นขาเราวุฒิเทวาเราวุฒิกายเราวุฒิตัวแล้วเปลี่ย
à đó liên sao rồi đó vũ khí xây gì xây gì đây là trong cái giai đoạn từ thỏa lao khỏi đấy nó là bao mà nó thỏa lao là ba gì đấy nó là bao mà nó là bao nhiêu mà nó là 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 tu à can gì ấy nó chết cháu mình nó can gì nó can gì chết cháu bỏ nó là bao nhiêu mà ba là đi ba là xa rồi can nó gì là chết à chết cháu chết cháu cháu thỏa lao gì đấy phải yêu đấy vui nhau yêu nhà bà đó à vui nhau yêu nhà bà nó là bao nhiêu mà bây giờ linh nhất ta khai nhà được nó nhà hàng xiên ta được các khai nhà nó là bao nhiêu mà nhà xe biết được các khai nhà là đi đôi đi xí đảo nếu mà vui nhau yêu nhà bà hả nó là bao nhiêu mà can gì chết cháu nó nếu mà bao nhiêu mà là thỏa ra hả nó là bao nhiêu đấy rồi không là bao nhiêu đấy bất ta ra cũng ngã ba này đã ba gì mà nó là đã ba gì mà nó vui nhau nhà ba theo đoá ra nó đã ba gì mà ô đoá ra này bây giờ được tôi mới xuống đoá ra theo ba gì được đã ba gì mà tôi à đi cũng phải là ba ba giáo sư đấy nó theo ba ba mà nó đoá ra nó nhà đoá ra phải là gì là đoá ra bây giờ ba cái chuyện ngã ba đấy chứ đâu nó đã ba gì mà ngã ba đấy à là nhà xe lừa là đoá ra xe lừa đi ăn hôi nó đã ba cái khăn là tôi này đoá ra xây xây cái chuyện đoá ra theo ba và là cháu bà đấy mà nhà bà đó phải là bà là ngã ba chân này xây dựng cái tiệm bà là ngã ba chân này nhưng mà bà ta là ngã ba phổ ra hả nếu cái cây nhất thì đâu bà là cho rồi tiêu nề đó à cây nhất thì đâu bà là cho rồi tiêu nề ở đâu lấy tiền làm cái cây nhất thì đâu bà là nó à tiêu nề là sau mới mà mỹ này nào cây nhất thì đâu bà là cả à là vui nhau nhập bà nó là bao giờ cây nhất thì đâu nó à là bà đi bà đó nó là bao giờ xa đấy nó là bao giờ bà cái siêu ờ nó nhớ xa đi tiếp rồi là bao giờ cái khai nhà luôn ờ là bao giờ nào nó à là kilo đi, bây giờ là kilo chắc khai nhà rồi, à là kilo nhiều đi, nó là mà khô khai nhà rồi, à là sa đi phiền, đó mà gì mà, à là cái này thì đang thua làm luôn, à là ập cho nên, à là rồi mà tham này, nó là mà khai nhà ấy, ha đồ gì đó thua ra sáu ba gì đấy, mà nó thua ra, à là lúc à không là bao nhiêu gì đấy, bao nhiêu gì đấy, ở đó mà gì mà, à là mà cái gì đấy, nó là mà gì mà, nào, à là nó sau, à là India rồi, số nhà rồi, sau cũng là cố ra ngang mà mấy bu đấy, đó mà gì mà, nó India rồi là sáu ba gì đấy, nó
nó nó ấy thì lên xa đó nó là lên cao được các bạn nhớ nhìn mấy cao được nó cốc là cốc cao được à cấp ba được nó xa đấy nó từ lên luôn là nó ta hát ra là cái đó yếu từ vũ đấy là sao sao xuyên biển nó cầm ra yếu thì sao sao biển số ra gì biển là xuyên đó cho India yếu gì đấy nó chết mà tông cho vũ mà sao mày là năm bảy cái tiền sao vũ nhìn nó rồi này là không nó năm bảy nhất cả ấy thì lên xa gì luôn là không nó là mà sao tiền sao vũ nhìn nó xa gì luôn số là cả là nó bảo cho chị nào bắt ra đâu ngã bà đi tiền sao quên nhận rồi đi nó sắp quên nhận tôi đâu quên cái nào quên gì mà quên số nhà này cái nào quên số nhà này thì ngã bảo số nhà này luôn cho chị nào nó bắt ra đâu ngã bảo cho chị nào ấy thì lên xa đi số là cả nó là bảo bao nhiêu cho chị bảo nhiêu nhà bà nó ta ra làm cái gì nó giống như sao sao cái số là nó xíu ra nhiêu cho chị nào bộ anh nào là gạo là mà chết đông nhất bộ nó đi chết đông nhất nó là mà gì mà tiền sao quên nhận bắt ra ngã bảo gì vậy cho ra ấy thì lên xa đi luôn là không xuống đó bà bà ông nhà bà ông xa đi chơi rồi ta hát ra đáp cái này lâu cũng rồi đó chỉ biết dùng rồi đó nó à số nhà gì à chỉ biết xem đó cháu đấy anh đi ai dùng gì nó là anh đi ai thấy về nó là mà xem chết tham ấy à là già liu là mà xem mà tham cũng không được làm mà mới rồi đó nó là mà xem mà à là sắc cũng là đó bà ông số nhà đấy số nó sắc cũng quen nhau số nhà nhà mắc khăn nào số nhà đấy tôi đã bà là đó rồi tôi đã quen nhau nhà mắc khăn nào số nhà đấy cả nó prada ro gana wunye nama khana suya de singwa prada ro singwa wunye nama khana suya de kaya prada ro no kaya wunye nama khana suya de da li de eh dhamma su ti da ma da lwe ba de no dhamma su sa lu patthan ni ala jet ni de no dhamma su ma no ala no kha patthan ni jet ya ala no ala sakha yadana sakhu wunyana dhatu ya tantamyo kanya sa dhamma nan oh no dhamma su ma ala no di lu li bo no ala no အဲဒီလိုလေးဆိုသွားတာပေါ့နော်နေကြပစ္စည်းနာပစ္စယောလို့နော်ဓမ္မစင်နာဒီလိုလေးဆိုသွားတာဒီအဲဓမ္မစင်နာနော်အထူးပစ္စည်းနာပစ္စယောလို့နော်အများကြီးကဒါကြနိုင်တာပေါ့နော်အဲဒီလိုလေးဆိုတာနော်နော်အဋ္ဌိဘာဝယုံတဲ့နော်အဋ္ဌိဘာဝယုံပုံပါယုံမိမဖြစ်ကြောင်းယုတ်ကတော့အဋ္ဌိလိန်နော်အဲ့ဒါကိုဆိုရတယ်ပုံပါဝယုံကတော့ယောက်ျားနော်ပုအဲ့နော်အဲ့ပုံလိန်ကိုဆိုရတာပေါ့နော်ယတ္တပြောင်းဆိုရတာစီဝိတယုတ်ကတော့မိမိနဲ့အတူတူဝါဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုဓမ္မဆရာကမိမိအတူဝါဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ကိုအစိုးရကရောက်ကမ္မဇယုတ်နဲ့ဇီဝိတယုတ်ကတွဲပြီးတော့နော်တဟဇာတာဆိုအတူတူကဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီဝါဖြစ်တဲ့ယုတ်အန္တာလေးပေါ့နော်ဓမ္မဆရာနော်အဲ့ဒါအနေဒိယယုတ်အစိုးမရတဲ့ယုတ်ပေါ့ဒီ၈ပါးကိုဖယ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါဘယ်နှပါးကျန်မလဲအနေဒိယအစိုးမရယုတ်က20ပါးကျန်မှာပေါ့နော်ဒါကအစိုးမရဆိုယုတ်ဒါကတော့မခက်ပါဘူးအောက်မှာအိန္ဒိယယုတ်တွေအစိုးရပုံနော်ဓမ္မဆရာအဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့ဒါဓမ္မစုမာနော်အဲ့ပဋ္ဌာန်းကြီးသင်တဲ့ခါမှာလေဒါလေးကဓမ္မစုမာနော်အချက်ချင်းကျမ်းကြီးလေးအဲ့ဒါဓမ္မစုမာနော်အဲ့ဘေးဆုံးဓမ္မစုမာအထက်အထက်နော်ကျမ်းကြီးလူဖြစ်နေတဲ့ဒါလေးကနော်အဲ့တရားကိုယ်ကြီးအကုန်လုံးကဘာပါလာဆိုတိထားမယ်နော်ဓမ္မစုမာဒါလေးတိထားမှအဲ့တရားတွေပိုင်းနားတဲ့ခါမှာနော်ဓမ္မစုမာနော်အစဉ်ပြေတာပေါ့အဲ့ဒါပတ္တာရ၅ခုကြီးမိမိထက်နော်မိမိထက်ချင်းမထက်ချင်းအဖြစ်ကြောင့်ဆက်ခုရဲ့ဆက်ကြည့်လို့ကိုတဲ့ထက်မထက်အဖြစ်ဆိုရတယ်နော်ဓမ္မစုမာဒီမှာကြည့်ပတ္တရဝင၅ခုဆိုတာဥမာမျက်စိမျက်စိကောင်းတယ်မကောင်းတယ်နော်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုဓမ္မစင်မှာနော်မြင်ရတော့မကောင်းရင်မကောင်းသလိုမြင်ရတာပေါ့နော်စက္ကုဝิญဉ္ဇိတ်နော်ဓမ္မကကောင်းရင်ဝိရဟာမြင်နိုင်တယ်ဟောနော်စက္ကုဝิญဉ္ဇိတ်ကောင်းရင်လေဓမ္မစက္ကုပရာဒကောင်းရင်ပေါ့နော်အဲစက္ကုဝิญဉ္ဇိတ်ကဝိရနော်ဟာဒီကြည့်ပြီးတော့လက်ဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဓမ္မကောင်းရင်ကောင်းသလိုပေါ့အဲ့ဒါတရားမထက်ရင်ထက်သလိုမထက်ရင်မထက်သလိုဟိုတဲ့ဓမ္မစင်မှာနော်စက္ကုဝิญဉ္ဇိတ်စတိတို့ကိုလည်းအဲ့ဒါနော်ထက်မထက်အဲ့ဒါအစိုးရတယ်ဆိုတာကောင်းမကောင်းပေါ့နော်ပရာဒကိုကောင်းရင်ကောင်းတယ်အတက်ကြီးတာရင်ဒါပါဆိုပတာသားတွေကအားနေတာပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကံကကုံရံကြီးပြီလို့နော်ဓမ္မစင်မ။အဲဒါကြောင့်တေကံကြီးဆက်တဲ့လူတွေကိုမျက်စိတွေဖွင့်ခိုင်းတယ်ပတာသားတွေဘလောက်ကောင်းကြီးလဲပေါ့နော်။အဲတောက်ခတ်ခိုင်းတယ်အဲနော်ဓမ္မစင်မအဲ့ဒါပတာသားတွေကအားနေနော်။အဲ့ဒါအားနေရင်စိတ်စီတိတ်ရဖြစ်ဖို့ဟောနည်းသွားတာပေါ့နော်ဓမ္မစင်မနော်။မျက်စိကောင်းတဲ့လူနဲ့မျက်စိမကောင်းတဲ့လူဘယ်သူကဟောဆက်ခုဝင်ရင်ပို့ဖြစ်မယ်စဉ်းစားလေ။မျက်စိကောင်းတဲ့လူကဝေးရရုပ်တွေမြင်နိုင်တာပေါ့နော်။ဝေးရရုပ်တွေမြင်နိုင်တယ်ဝေးရုပ်ရဲ့စက္ကူရင်လေးနော်ဓမ္မတန်ရည်ညီရဲ့ရုပ်ရဲ့မြင်နိုင်ရပါဘောခုနလိုအဲမျက်စိမကောင်းတဲ့လူကညီရဲ့ရုပ်နဲ့ပဲစက္ကူရင်ကြီးကမြင်နိုင်ရလေဓမ္မစင်ပါနော်အဲဒါလေးတွေကိုဓမ္မစင်ကကြည့်ရမယ်နောက်ရုပ်ပေါင်းတွေကံစိတ်စသည်တို့အကြောင်းကြောင့်
là kia bà đồ đấy là bà vay yêu hay là xí đó thế là nay đại này bà vay yêu ăn đồ rồi ấy chỉ lên sao chị xin à mình chết được rồi cháu đấy bà vay yêu được gì ấy chỉ lên sao chị xui gì nó làm gì mà nó hay là chỉ bà vay yêu đi à đi xài nhà bộ ấy chỉ lên sao đi xài nhà của xui gì nó làm gì mà nó hay là nó yêu ở bao nhiêu gì cái xây sao gì được trong đó kia bà đồ đấy nó hay là kia bà đồ đấy nó làm gì bà vay yêu hay là xí đó thế là nay đại này làm gì mà nó bà vay yêu ăn đồ rồi nó ấy chỉ lên sao đó nó ấy chỉ à nó là linh gia lụ nhím gia lụ à nó công gia lụ à các bà lụ nó à đi ở trên nhà thì cô là bà lụ à số à nó số nhà bà vay bia à số nhà thì nó làm gì mà đã cô đang cũng xin đi đâu như lụ nhà nó à là đã biết mấy cái bà gì mà nó à là bắt thám mà bộ nó bắt thám mà là nó India cái gì mà đấy là bà gì mà nó đã đi lên mặt hà nó à là bắt thám mà India cái gì rồi India cái gì mà cái bà lụ đấy nó bà vay cô bắt thám là India cái gì mà cái phụ à là bà phi luôn mất cái gì đấy là bà gì nó đã đi đấy ô nên là phụ tử ra thì bộ nó làm gì mà nó à là đã đi nên là gì ra mấy làm gì mà nó India cái gì mà cái gì cháu mà nó làm gì mà nó bắt thám India cái gì mà đi làm gì mà nó à là cái vụ câu đấy mà bà vay mà bà u bà béo mà bà đấy đấy làm gì mà nó bây giờ đi ở khám mà nó lên ngay luôn nhưng mà ra luôn nó câu ra à các bạn luôn thiên sa mà xí rồi đó nó đó à thiên sa mà xí rồi nó ở tiền biên luôn à mà ra khán ở biểu ngôn luôn đó à là nó qua hàng cái giá hàng đi à là bây giờ đi cái mà đã đi à thiên sa mà xí rồi cho học đấy nó bảo như là bà gì anh đi học cái gì ô anh đi học cái gì đó mấy à u đó à là à số nhà gì giống thế mà nó thế đấy mà anh đi học cái gì nó mất cả phụ nó làm gì mà đã đi là phụ thì đã về mà thà bắt tham à anh đi học cái gì gì đấy mà à là bảo như là bà mà bảo u nó làm gì mà nó đã tuổi già bảo à mà cái mà ra vô đồ gì đấy mình biết được cái khả năng này nó kia là nó cái mà ra vô là uba tv nó làm gì mà nó à cái khả năng về bảo nó uba tv uba khả năng mà cái đấy thì mà tiền bảo nó thì nó tiền cái khả năng gì mà về dị vật tiền gì này là sai về tia đặc biệt nó à đi xem mà dị vật tiền gì đó khai khu du à sai về tia đặc biệt này dị vật tiền gì thì cái mà sai vô tôi này sao sao chịu suy ra nó à dị vật tiền gì này là khu du à là đó là chết rồi dị vật tiền gì này nó sao sao chịu dị vật tiền gì này số tia này sai về đại liên này nó à sai về đại liên phi gì này nó à khu du à phi gì rồi đó à là uba mà lên du gì đi là lên này sai về đại liên à là chết cái rồi nó lên du gì đó khỏi là lên xí mà lên du khỏi thế mà xí đâu nó là thế mà xí đâu tôi xí thì chưa được khỏi luôn bây giờ bỏ nó rồi mà dùi cái gì rồi này cái mà dùng này xài cái mà dùng này đúng quá là chết để bỏ nó rồi mà dùng mà giống như là dùi cái gì à cái mà dùng của suy ra để sử dụng đó là suy ra để dùng thì cũng không dễ được không dễ là rồi mà dùng mà nó là đẹp về phần nào là người rồi mà dùng nhà hàng này nó rồi mà dùng là là gì mà nó rồi mà dùng dùi cái gì nó suy ra bỏ ngủ nó là sao bây giờ cái mà dùng đồ gì mình mới được khả năng này kia mình dùi cái gì này à là sao cái kia tập hình dị vui ra người đi cái mà ra vô được của sao cho phải số ra đi nó là bao nhiêu mà nó à là dị vui ra người đi đây nó thôi cái đó này sao bị ra đi phi nó u bà mà lên du gì đi lên sao bị phải cái ra đi à nó chết cái đó phi gì rồi à là nhà sau sau mà mới vui đấy nó là bao nhiêu mà à là đi nó bị mà tôi ra nó dị vui ra vô vậy số ra bộ nó sao mới mà mới giờ nhà sau sau mà mới vui đấy tôi làm nó họ bị là bao nhiêu mà đã tôi ra bị là bao nhiêu mà sẽ bị đó là sẽ luôn đi là bà mẹ nó rồi ở là đi cả nó ở là đi cả lúc không mà luôn nó chăn yêu được nó nuôi yêu được bỏ nó là bao nhiêu mà sẽ lúc đó mà sự chăn yêu được nuôi yêu được nó ở là đi cả nó là bao nhiêu mà ở là đi yêu đi à mấy vụ để nó nhà thằng lên nhà thằng không mà mấy vụ để nó đi bao nhiêu à nhà thằng lên nhà thằng không mà ở là đi cả yêu mấy vụ để nó bắt ra ra yêu ngà bà khó giao không là bà nó à là khó giao không là bao gì bắt ra bà rồi nó đúng bao cái nào ra đà rồi nó à là phật bà dùng được mà xuống này phật thầy vui vậy nó kế rồi hòa rồi vậy xuống lại nó làm sao được con là ba cái đấy nó à là đi ra mẹ làm sao mà nó bảo sao là bà có sao dùng mà nó à là có sao có sao được dùng cái tiền này lì ba xuống đây tiền này có sao lì ba nó đủ bao tất đâu cái nào ra đâu có sao ngã bà đủ bao tất đâu cái nào ra đâu phật bà có sao con là bà đủ bao tất đâu cái nào ra ra rồi phật thầy vui kế rồi hòa rồi xuống đó nó làm sao được tiền này thì mà sao nó bao nhiêu rồi nó có nó bao nhiêu sao không phải không biết thì rồi vài rồi thế này nhé ai cũng mong rồi mà sao mà sao nó bao nhiêu nó rồi mà sao mà ai cũng ăn mình đi gặp chứ đủ giàu đi nó à sao ăn gì nó rồi mà sao mà nó ai cũng sao ai cũng biết ai cũng biết đấy nó rồi mà sao ai cũng biết này ăn mình đi gặp nó rồi mà sao mà ai cũng biết này nhé nó rồi mà sao mà nó rồi mà sao mà nó ai cũng ăn mình đi gặp chứ đủ giàu đi à sao ăn gì
dẫu yên chân là địa thì tháo để trên lên mình là do đập cái nhà phiền nó à bim đà mà lùa rồi lấy trên lên mình là do đập nó ở là đi ra đường khỏi là bỏ nó đà mà gì mà nó à đi mà nó đà mà gì mà nó à là đó ai u kia lệ nó đà mà gì mà nó à là đà mà gì mà giao cái ai u du lịch khai ra để bỏ nó ai u du khai ra ai u ai mỹ cả à phía tụ à giao gì để sang phiền nó đà mà gì mà nó à dẫu yên chân như phiền là qua trên lên mình là do đập ở là cái giai đoạn đó, khó bà này nó làm gì mà là đại lý, là tỷ hà mà nó làm gì mà nó, đó, ai đi mà làm gì mà nên đi, nó làm gì mà nó, tiêu khung mai rồi, đó, ông mà tiêu khung mai rồi là mà bà nào bỏ nó tiêu khung mai rồi, à tiêu khung mai rồi thấy về thì gì làm nó tiêu khung mai rồi thấy về thì nó làm gì mà tiêu khung mai rồi, giống như chân đan gì, à phim mà xí, đó, à tiêu khung mai rồi giống như chân đan gì à phim, tên nguyên nhung nhàn đó chả, đó, tên nguyên nhung nhàn đó chả Messi kid mangin lwe do cha tukumayo lu kho ba de no tan do be tukumayo yau yin tan lan di a phit ma shi kai mwe nu ngan do cha Messi phin mangin lwe do cha tukumayo ni ye so pi lo a la dama sana no a la da tukumayo da tha no o la ri ya yau le tukumayo sia do pi la bi ni na tuku a tàn đi cái yếu nó tàn đi cái yếu à cho nó mê lên nó sao mà à tàn đi cái yếu lên lên mê lên tàn đi cái nó đâu mà xem mà nó ní yếu à tàn đi cái yếu bây giờ mà đi này ní yếu luôn khó làm bộ nó đâu mà xem mà cho tôi yếu cái chân này thì phi về nó đâu mà à là nó ô là tàn đi tập đi sụp rồi xa luôn nó à là đâu mà xem mà nó ô là tàn đi tập đi sụp rồi là xa luôn bây giờ mà đâu mà xem mà tiêu rồi đi tu tu yếu là tu tu ô là tàn đi tập đi nó đâu mà xem mà nó nó đâu mà xem mà à là điều gì à chúng ta tan đi cái lúc vào đấy đâu mà xem mà nó à là sân là bà về bắt đầu lao ngã bà nó có cái yếu nó đâu mà nó tập đi cái vào đấy thì anh mới sân là bà về nó à là nó bắt đầu lao ngã bà có cái yếu nó đâu mà chúng ta đi làm này tan đi cái tập đi cái yếu nó là ở là tan đi tập đi cái chúng ta nó à là vậy là chú về đâu mà xem mà là dấu vết chân này thì phi về đấy nó đâu mà xem mà là tông lui ra đấy à là nó dấu vết chân này thì phi về đâu mà là tông lui ra đấy nó à thôi thôi đi lại đó cháu tan đi cái lúc khó đấy nó thôi thôi đi lại đó cháu tan đi cái nhiều lúc khó đấy rồi bây giờ bây giờ mà đi vào về nó à thuê thu mấy chú bảo là tập đi cái rồi nó ai ông à mấy cái à phiền nó là mà gì à nó ai ông nó là mà gì à nó à mấy cái phiền chín ba chín mà bộ chín chín ba chín này được qua khi đó cháu để tập đi cái mì đấy để mà gì mà ai ông đó nó à cha đi à ai ông là tu đạo à mấy cái rồi cũng là tu đạo nó à là ai ở America à phe chú ba chân nó cái má bộ chân chân à chú ba chân nó là mà má bộ chân chú ba chân như là hoa cái tôi là tập đi cái gì đấy là bao nhiêu nó à đại lý được bao nó là bao nhiêu à tập đi cái gì đó thì mà chơi 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 phun ra là gì đấy nó à tập đi cái gì đó bao nhiêu nó à là đại lý à tập đi cái gì sai mà tập đi cái này này nó khát cái đại lý gì đấy nó à đại lý thì cái này này cũng sai mà nó là bao nhiêu nó tập đi cái thi đấy là bao lâu khó là đấy nó thi đấy nó à nó làm gì mà nó à làm gì mà là tập đi cái nó là phần mà bạn nó à là nó à là tập đi cái gì đấy bộ nó tập đi cái là bao lâu thi cái gì về đi bộ nó thi cái gì là mi mi ở sao phiền này nó thi cái này này à là mi 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 à mà bao giờ sao phiền này nó làm gì mà là phiền này nào bộ theo chân nó chân gì đấy nó gì bộ mà chân nó chân đi làm ra mấy mi mi ở sao mimi mi amo ga ma bo ye san phi yau di phit di yau di phit do yau no ma yau di phit do yau do di de no da ma sin ma no a yau di phit di so no yau di phit di so a tambatta no a tambatta yau go la bo ma yau di phit di so a tambatta yau go go la bo no da ma sin ma yau tambatta yau di ma ma la no a tambatta yau di ma no da ma sin ma no mimi ye san phi no da ma sin ma ti chu ja lo le a la da ma sin ma mimi mi ya ma bo ye san phi no xe chú đi à phiền xe xe bao số này nó tại sao mi chiến phi gì này thôi đâu bao số mi đi nó à mi chiến đi à xe chú nào chỉ cái cơ quan chiến này chủ yếu là bơi cái mi này là bơi cái này đi về nó à là bơi cái này đi về và sau này mà à là mi đây đây nó bơi cái chỉ cái cũng gì à bơi nhiều lắm hè à là đa lý phi à mà nó bơi cái này đi về nó à là nó cứu đi à bài cũ nó mà là tốt ha à bơi cái yếu số là bơi nhiều bơi cái yếu nó à bơi cái yếu là đi về làm ấy chúng ta phải cả nó là nhiều đó thì đi chỉ ba mươi phút thôi cả nó nhiều đó thì gì nhá à số là ao nước vào chỉ ba mươi phút thôi cả bọn nó nhiều đó thì chỉ ba mươi phút thôi cả anh ấy đó thì gì đâu lúc nó ta kêu nó là anh ấy đó thì đâu lúc ta kêu
nó đâu cái kia rồi ô là gì là yêu chính nghĩa nó là sai mi về nó sai mi thì xí đó để các bạn xem nó nên là bỏ cái đó để các nhà bên nhà chính vị anh ấy đâu bảo anh đâu gì nó là anh ấy đi bảo anh đâu gì nó các bạn xem là mà bố yêu chính nghĩa nó các bạn xem nó là mà bố anh vợ xin nó là bà ai bây giờ bố anh rất giỏi nó các bạn xem đó là bố anh rất giàu tiền được cả và đi làm được cái là thu được ôi là đi làm được gì chính nhất chỉ cái được cái được khi đó giàu cái đó bất đi cả giàu được khỏi nó giàu ôi là đi cả giàu gì chính nhất chỉ cái được cái được nó khi đó giàu bất đi cả giàu được khỏi đấy rồi đó các bạn xem là đa điều bọn nó là tiền đó mấy nếu đó thì là chỉ bao nhiêu đó cả anh ấy đó nó từ gì anh ấy đó từ gì là trong lúc cái kia được nó các bạn xem nó trong lúc cái kia được ôi là đi cả giàu chính nhất chỉ cái gì chỉ đó nó là giá đấy à nhân viên là bọn anh sáu giờ nó các bạn xem bao nhiêu đấy nó là đi bảo vệ là nó là bao nhiêu mà hai giờ buổi chiều là maha bảo nó cái mà maha bảo cũng như là nó xe xe rất là là bảo thô tô là bao nhiêu mà ở là đi cái gì à đi cái cái nào thô tô ở là cái chuyên nghiệp chỉ cái được chỉ đó cho nó là ở là cái gì chuyên nghiệp chỉ cái được cái đó bất đi cái gì được khó bài đấy rồi à bất đi cái gì được nó là bao nhiêu mà áo giả đó nó áo mà cái mà tôi làm ấy áo giả bài của cũng xe phải mà bài giả đó vì mà tâm bất đa này át tâm bất đa lu là tu tham này nó tâm bất đa này át tâm bất đa lu tu tham nó à tâm bất đa này át tâm bất đa lu tu tham này thôi bây giờ yêu tôi thì phật đạo bảo gì mi mi ở sao nó à phật đạo bảo số điểm maha bồ đề của họ đó mà nó thì maha bồ yêu gì nó ai à du à phật đạo bảo là maha bồ thì maha bồ là tu bền du bộ nó đó mà thế nào nó à nó là tu bền du là mà là nó là mi mi ở sao thì kaya prada lu tu toàn này nó kaya prada lu toàn này đã tu đi ra nó à nó cái bà đó này nè nó gana bà đó nó sinh bà đó nó làm gì mà nó cái bà đó nó gana ông đó đang đuổi gì đấy mimi rồi vậy là nó mía nó mía mà bố vậy xem khi chiến chiến khi cái gì đấy nó làm gì mà chúng tôi đó à nó làm gì mà là mimi rồi vậy nó mía mà bố vậy xem khi chiến chiến khi cái gì nó phun ra làm gì mà xô ra ra nó làm gì mà cái bà đó này bà này cái gì đó phun ra bao này cái gì nó à cái bà này phụ nữ bà ông trai cho xem phụ nữ bà ông à nó là cái bà là đau u đó mi mi ăn xong thì giao đoạt nó làm sao giao đoạt nó thế đó bây giờ cũng là cái nào dùng này nó cái nào bà là đó ra đau này thì mà bà là tu du cho rồi đó bao nhiêu mà nó là tu du rồi đó nó u là đó u bà là dùng u đó bây giờ cũng là phụ nữ bà dùng xong rồi kêu cao hơn rồi mà họ bây giờ đi bắt đầu đi tiêu rồi vay rồi đó nó tu là mi mi ăn xong thì nó giao đoạt rồi ê cô là cá na bà đào rừng mà bà đào cá na bà đào cá nào ra đào ra đó tôi cũng mày yêu gì đi ê là tôi ra đó là bao nhiêu mà nó tôi cũng mày yêu gì bây giờ mình là má bố về nhà vào giao mình mi rồi à nó mình bây giờ là má bố yêu gì sao vậy mình mi rồi mi à mi à má bố rồi sao vậy tôi là giao gì luôn là bao nhiêu mà nó giao gì luôn là bao nhiêu mà nó là đi luôn cái đó bọn nó là bao nhiêu giao gì ở đâu đó là về cái mà là bao nhiêu mà nó tôi ra đó là bao nhiêu mà là nó là giao xe về tôi là rồi tạm bắt cả nó à thiên nhiên này rồi tạm bắt cả tôi à nó à ví dụ mà tâm bất đạo gì ra nó là chính nhân chi chi giáo ý thôi nó là mà chúng ta biết được mấy à nó thôi tất bị giáo dục về phật pháp giáo dục những cái sao về cái áp bát đạo tu giáo đa na bát đạo thiền áp bát đạo cái áp bát đạo nó là mà chúng ta cái nào đó đạo tu gì là những cái rồi à đi âm đi âm mà bây giờ sao về à chính nhân nó chi giáo ý à là ví dụ mà tâm bất đạo gì thôi nó à chi vi mà là mà chúng ta nó chi nhị đấy tu là nó à là mà chúng ta nó mà bây giờ sao những cái sao về chi nhị đấy nào sắc khu bà ta tối đa bà ta rủ bà ông ta đào lô đi mi mi ở sao nó mi à là cái mà mi mi ở sao nó mi à mà bố ở sao thì giáo tì chết đó giống hồ đệ nó à là cô là sắc khu bà ta rủ ô tối đa bà ta rủ rủ bà ông ta đào lô ra nó cái mà thế nào ô chỉ khai đào rủ bà lô ra cho chú à cái mà thế nào nó mi mi ở sao à thì nó giáo đào em hồ vu nó là à là mi mi à mi à mà sao thì giáo đào em hồ vu đệ cái mà thế nào nó chú à đó à là mày giáo thì chết rồi giống gì để giáo người ta mà dùng mà nó bé xoa thì giáo làm một rồi mày giáo thì giống gì đấy à đâu bé đấy mà nó à cầm bát đạp nó chết luôn đấy nó à bé đấy mà gì đâu mà bay đấy à cầm bát đạp chết luôn nó à cầm bát đạp rồi mà chỉ mà nhi về đấy nó giáo người ta mà à là mày giáo về đấy nó mình biết thằng mày giáo về đấy dù này này giáo à là rồi mình biết xoa thì giáo sẽ làm một lúc mình biết mình làm mà bây giờ xoa thì giáo sẽ làm một lúc à là một sắc cũng là tao đã là đủ bao tất cả rồi đi nó à là đó mà bây giờ sao phiền nó là mà chúng ta mimi em mimi kia mà bây giờ sao phiền này là giáo phụ nó là giáo đây luôn mà giáo mà học phụ
mình nghe xa về giáo đây mà hậu vụ mà giáo gì phía giống gì nó vì thế mà ai tâm bắt đầu phía lô à mà khi mà nhìn mẹ nó mà cái như này chú này nè nó là bao giờ mà giáo giảm mà đâu nó là bao giờ à bỏ rồi là bao giờ mà giáo qua mẹ mình nghe xa phía rồi là gạo nó là mình nghe chi ăn nhà phía rồi là gạo à là giáo qua mẹ về giống cái này nó khả năng được sinh hoạt được cai ya được nó là phật ba yếu nó à là cái nào ra đầu phật ba yếu nó là bao giờ mà đi giúp sao ba rồi nó là mình nghe xóa thì rồi là co mình nghe đi à mình nghe mà bố nhà là co tôi là chi nghe này giáo hòa này bố à là cũng là sắc cũng là đào được tôi đáp nó sắc cũng là tôi đáp là ủ bằng cái đầu thì giống đi ba đó à là đáp gì mà đó à là mình nghe xóa thì rồi mình nghe đi à mình nghe mà bố nhà xóa thì rồi mà hậu vụ đó à chi giáo gì mà luôn bên này đó là ai u này này đó đã đi giáo bảo vì nó đáp gì thôi ở là gì cả giống sắc là ba đồ mà là chuyên sắc cháu bảo rồi tôi khu mà yêu được khỏe nó tôi khu mà yêu à trên nhà mình du lịch du lịch khỏe rồi, về du lịch khỏe rồi, nó đâu mà gì mà, áp bức đi cái du lịch chỉ bao nhiêu mà xí rồi du lịch khó bà đấy, đâu mà gì mà nó, giống như đâu mà gì mà, tu khu mày yêu sáu trăm ba, du lịch yêu ba, sáu trăm ba, áp bức yêu ba, sáu trăm ba, nó đâu mà gì mà nó, à là đa số nhé, đâu mà gì mà nó sao luôn là du lịch nhiều, hả, sao bây giờ đâu mà gì mà quá bận, nó đâu mà gì mà nó. Áo mà là u ba thì nhà dụng nó nữ ba thì nhà dụng nó phèn nó là bao giờ u ba thì nhà dụng nữ ba thì nhà dụng phèn nó là bao giờ mà đại lý là xem được chi bảo mà nó là bao giờ u ba thì nhà dụng nó là bao giờ mà cái nào thấy chi được gì cái đó cái gì nó chưa biết nó chú ấy đó cháu được cái mà gia dụng sản xuất cụ được gì đấy u ba thì nhà dụng gì đấy nó là bao giờ mà nó cái nào thấy chi được gì nó cái đó nó là bao giờ mà là nó là thấy chi nó là bao giờ mà cái mũ ba đang thấy chi ba đang chú đưa ra u ba là xem được là bao giờ mà nó à u ba là xem được là mà cái nào thấy chi được gì đó cái đó cái gì ở chỗ phía chú ấy đó cháu cái mà gia dụng sản xuất cụ được gì đấy u ba thì nhà dụng gì đấy cái mà gia dụng sản xuất cụ được là bao nhiêu đấy nó là cái mà gia dụng sản xuất cụ được cái mà gia dụng à bắt đầu bảo là hari à chỉ huy công gì cái nào thì à nó bắt đầu bảo là hari à chỉ huy công gì cái nào thì à gì nó à là nó ai cả cô ba anh cả nó à là áo ni bộ cả anh cả nó à là cô à là gì à anh cả cô ba nó ai cả cô ba bảo sản xuất ba đó à là cái mà gia dụng nó là mà gì mà anh ba đi nhà dụng nó mấy cái đó nó cái nó thế chứ cái nào luôn nó là mà gì mà là mấy cái đó dụng bộ cái nhà bên chuyên đó dụng nó là nó à nó quên do dụng đó mà xin là nó quên do dụng đó là mà xin là xe ba ủ lũ bà đi nhà dụng lũ khó bà đi nó là mà xin là nó à quên do dụng xe ba tàu đi ba đó mà xin là nó tàu đi lúc bà đi nào dùng nó là bao giờ mới cái đó dùng nó là bao giờ cái gì đó như thế chuyên đó dùng à xe bao giờ lúc bà đi nào dùng gì nó là bao giờ nó à đi mà ông à ô xe máy đi sao mà cả lúc bà đi nào lý để bao ông cả nó à lý để bao ông cả xe máy đi sao mà lý à xe cái gia dụng sang nào bao ông cái u cái gia dụng sang đâu bao ông cái à ha à dụng sang là bao ông cả nó là bao giờ à đúng không à lý để bao ông xe máy đi sao mà lúc bà đi nào dùng à là đâu mà xem nào nó lý thế vào người ta đấy nó đâu mà xem nào nó tại mấy mà nó làm cái sao cái khu mà này bị xe bắn gì đấy nó mà xem nó lấy sao cái lái gì đấy nó
À, đi mà xe bác xe bác cái giường bọn nó là mà thường là nó à, xe bác cái giường bọn nó là mà thường là nó à, đi mà chuyên nói xe bác về rồi nó là mà thường là nó à, cũng là à, cái mà giáo xe xe bà nó cái chuyên nói được mà xe bác được là gì lại để bọn nó là mà thường là nó à, xe máy sao mà là mà thường là nó là cái mà giáo xe 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 khu bọn nó ý là của bạn ý là của bạn gì đó nó là mà thường là đi mà lúc bà đi nhà yêu cũ đúng không nó là mà thường là cái này là xây dựng gia dụng nó xây dựng gia dụng ạ đó mà nó là à, đào để xây dựng gia dụng nó u đất gia dụng a gia dụng được và xây dựng gia dụng ạ nó là sang nhà vào nó y gan nó y gan anh y gan là đó mà dùng nó y gan nhập ba bộ nó đó mà dùng mà anh y gan sẽ tông vào được sang nhà vào gì đó đó mà dùng là à cái bà nó đó u đất gia dụng ạ nó đó mà sẽ tông vào a gia dụng sang nhà vào nó à tôi nói anh y gan đi về bộ nó ông ở ba lý gì gì được đấy nó à lý giải đi được bọn nó mà dùng là xe đó à lý giải được cũng khá dễ dàng với đám người cha thì ba xe ba bên là đấy nó à đi sao vậy mà được gần nào cha sao tôi không mà lại lý giải cái gì đấy nó là mà dùng mà nó à xe máy sao mà à cha sao tôi mà lại xe tôi ra đấy cái xe tôi ra rồi nó là mà dùng mà xe nào cha sao vào mà nó là mà dùng mà nó à nó lý giải mà là nó cái xe mà là nên là xe nữa chỉ vì vậy nó là mà dùng mà là nó à đi nào mà là mà dùng lý giải được khá tốt là nó là mà là u ba thì nào dùng lý giải lý giải rồi nhé đó mà dùng là phát sinh lên rồi nó à lý giải rồi nhé à đó mà dùng phát sinh lên rồi đó mà dùng tiếp vào đấy nó à cái nào chưa được là sẽ vào bộ ý của bạn ý kiến của bạn nó tiếp vào đấy nó sẽ giao chưa được cả rồi đó mà dùng là nó ý kiến nhập vào nó ý kiến sẽ tồn mà nó đó mà dùng là nó à đã lấy tiếp vào đấy nó ưu giao chưa được cả rồi ý kiến sẽ tồn mà nó à giao chưa được cả rồi nó sẽ nhập vào dùng nó sẽ lưu lý giải vào gì nó à là cái tuổi nào nó ba mươi nhiêu nó làm gì mà đã tuổi nào nó à là tân đi chết nào nhiêu nó đã tuổi tân đi chết nào nhiêu anh đi chết nào nhiêu bọn nó làm gì tân đi chết nào anh đi chết nào nhiêu nó tân đi nó chết nào nhiêu mình cái này được qua nó ta được qua bộ mình cái này qua thì tôi cháu cái làm gì mà nó à nó tân đi à chỉ về mình ngon rồi chụp thì chú ba đâu nó chú ba đâu đi à là ba đâu còn là tân đi chết nào gì nó ba đâu còn là tân đi chết nào nó làm gì mà nó sắc khu với nhì ai ai ở phía cổ đấy nhị chết ta nào khỏi nhá à sắc khu với nhì ai ở phía cổ phải khỏi đấy rồi nhị chết ta nào người đấy nó nhị chết nào người đấy nó nhị chết ta nào khỏi nhá nhị chết ta nào khỏi rồi mà sắc khu với nhì ai ở phía cổ nhị chết ta nào khỏi đấy đấy nhị ở đâu tập anh được qua nhá được qua chết đó nhá dấu số ya rồi nhá nhị ở đâu tập anh đi đấy dù bao mà tập anh chắc thì anh mà xí đó đấy nhá số ra đi nào mà tiêu biểu trên nào cả nó bảo biểu trên này rồi nó sắc khu với nhị ai dùng bộ nó sắc khu với nhị này nó rú ba dùng nó rú ba dùng là nhị nhị này bộ nhị này rồi như là nhị chết nào thì khai lấy tông mà là nó nhị chết nào rồi tông mà là nó rồi mà nhị chết nào tông mà là và biểu là sắc khu với nhị ai dùng phía cổ này nhị chết nào à số ấy nó nhị chết nào khó mà là nó ba lô ta đi nó ta đi thế nào đấy nó ta đi thế nào đấy rồi như là bao nhiêu mà mi ai đó tập bò nhỉ tập hoa ờ nó tập hoa phụ số ya này mi ai đó tập bò ha nó rú ba yếu này à cha yếu đi này chi yếu mà rồi à chết rồi rồi cái gì nhỉ bò nó là mà sao phụ số ya cả nó đi ra cho ấy nó à đó mà sao sa yếu gì 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 ô đó mà sao mà nó à biến phun à mi ai đó tập bò nhỉ tập hoa là à ta đi thế à bò nó là tập hoa là ta đi à ta đi thế trong nhà tập hoa nó à à đó mà tập bò nhỉ tập hoa chết rồi yếu số ya rồi này nhiệt độ tập bò thì lũ bao mà tập ba, nó lũ bao là tập ba, chả thế mà chỉ đó đấy, à chả thế à, cái đó là số ít đấy, giống, tôi à lũ bao mà nhiệt độ à đi tập ba cái gì đấy, đại mày, ta đi thế nào đó, nó chả tập ba, chỉ đó lũ đó, nó là số là đấy, à bây giờ số đó, à chả tập ba, giống đó mà, rồi, à lũ bao dùng cái chú biểu diễn à, là số, nó là số diễn cái gì đấy, nó mà chú biểu diễn nó đó thu tiêu được bia tiền luôn ta đi thế là bà đấy đó à thu tiêu được à bia tiền luôn đó bao nhiêu mà ta đi thế là đó à để một cái hoa được hoa đó à mà yếu yếu cái này tôi mới xem nhị ra nào tôi mà nó đó bao nhị ra nào tôi mà mấy à ta đi thế là rồi rú bao này được hoa rồi cái này giống gì à vậy rú bao này nhìn này cái này tôi mới được hoa từ đây rồi này nhìn luôn luôn à ta rồi đi đó bao nhiêu mà là rú tua già đấy nó đó bao nhiêu mà à mà nó đó bao nhiêu mà đi nhìn là ha rú bao mà nó là ba cái này cho người mà xí bảo cũng là tốt rồi đấy về nó là phải lo bia tiền luôn đấy nó rú bao nhiêu cũng chú chú rú bao nhiêu cũng chú chú bia nhiêu à
bài đi thế này, ta đi thế này, nếu bài này, ta đi chết ta nào cũng khó đấy, nó là mà gì mà, nó, ta đủ bài với em phải, phải khó đấy, ta đi chết ta nào cũng khó đấy, à mà trái em phải mà tụi phải khó mà đấy, đi chết ta nào cũng khó mà, nó, à đi chết ta nào cũng khó mà, tôi nói đấy, nó bài cái đó ta ta đi thế nào là đấy, nó, nghe đó, tập phong này tập qua, nó, tập phong này tập qua, biết đó, dấu số nhà luôn này, nghe đó tập phong gì đấy, đủ bài mà tập bài, chả tập bài gì, mà chỉ u đấy, nó, chả tập bài, nó. Mà xin rồi này, à cha nó ba cái đồ nó bia sủi hà này đấy, à cha giống như này, xin rồi luôn bia sủi hà này đấy, đó bao nhiêu nào, à là bia sủi này cháu nhà rồi, mà nó, à cha nó ba giống như mà xin u nó, đó bao nhiêu nào, à lũ ba yêu bé ba bên này, à chú biểu diễn à, nó, à cha nó ba đó giống như mà lũ ba yêu chú biểu nhà, bia sủi hà cho ba đấy, đó bao nhiêu nào, nó, nếu mà tham ăn hủ đó, tham ăn nhà à bên nó, chú cho cái nhà này, chú gì cái phi cổ bia đó, nó là chú gì cái phi cổ bia đó, nó cho số hết đó, cái vợ ta thì thu chi gì đó, đó mà xem mà, à đi tiệm mà, à lũ bạn số tiệm mà nó thu gì, à thu gì thì cũng bia chứ này, nó số hết đó, cái vợ ta thì cũng là nó, à xí nào này là đi chứ này, cho ta thì thu cũng lũ bạn này, nó lũ bạn này, à cha nó ba cái số, à là biểu hiện kiểm tra khó, à点吧，第一操作考到啊做个，那图第一路就做吧的，那他妈什么，第二路他妈什么，喏。à là nó tuổi là bao nhiêu mà thu đó à bây giờ này nó sẽ sửa để nhẹ để rồi bỏ thu này bao nhiêu đấy lũ bao nhiêu đấy rồi bao nhiêu mà nó rồi bao nhiêu mà nó nếu mà lũ bao này cha đó à là nó à là cha đó là bao nhiêu rồi bỏ cái gì này rồi bao nhiêu mà nó à là tiền ra bây giờ thu thu tiêu tiền này nó thu tiêu tiền này à nhà thu tiêu tiền luôn à là ba đi thế này ta đi thế này bọn nó à là cái gì phun mà xong rồi nít cái thằng nào phải phun à mày bọn nó ta đi thế này đó thì ra cho má rồi bác sĩ vừa bán cho ông à là tôi nhìn cho bà rồi nó vừa bán cho ông nó ăn đi cho ta là à là chuyên này dùng được bọn nó mình như này dùng quá nó sẽ không là bác sĩ bà rồi nó rồi bác sĩ là à là giả sử ấy à là giả sử mình nó sẽ không là bà à là sĩ bà rồi giả sử nhà bà nó rồi bác sĩ là nó à là chuyên thu à là rồi bác sĩ là nó là mà sĩ bà nó rồi bác sĩ là giả sử ấy à là xe lụt nó à là có xe cả cả dụng nó rồi bác sĩ là có xe cả cả nó à có xe cả cả à có xe nó là bao nhiêu nó cái cả nó cái cả là à nó ai cũng là được bao nhiêu rất khả năng nội dung nó là ai cũng rất khả năng nội dung ai cũng rất khả năng nội dung bộ nó là có xe cả cả nó là giúp gọi là bao la la yếu ngà bà nó là ngà bà ở đây yếu là cái thằng của cô xe này là ngà mà là mấy vụ vậy nó thằng của cô xe ngà mà mấy vụ vậy là bao nhiêu là ai cũng nó ai dùng chưa chăn áp chết đâu cháu nó là chăn bây giờ áp viện nó có xe cả cao dùng gì ấy đó bao nhiêu mà nó là bây giờ đâu ngã vào rồi gì ai dùng chưa chăn áp chết đâu cháu nó là bao nhiêu mà nó là sau đó là bây giờ mà qua là ai dùng gua nó lắc khăn anh nó dùng nó ai dùng gua là đó bao nhiêu mà nó là lắc khăn anh nó dùng một lúc đó bao nhiêu mà là nó phải lúc khỏi rồi nó có xe cả cao dùng khỏi rồi nó à là rồi là tiền lãi được rồi là bây giờ chăn bây giờ áp viện nó chăn bây giờ cha na gu đó đó mà ubat đặt tiền lao bây giờ đó mà chúng ta cho là bạn nó thành bây giờ cha na tiền lao bây giờ à khoi những cái bài đấy đấy nó à có xe cả cái gì được khoi bài đấy đó mà chúng ta không qua cố gắng ngắm mà mi đấy à cần bây giờ nó vượt tiền á nó vượt tiền á à xóa áp phim bỏ nó đó mà chúng ta nó à mất trí mất nhị về này xóa áp phim rồi à bài đấy rồi mi em sắc khuôn này tôi ra được gì đấy làm bao nhiêu nó mi mi chân tôi mới giao đó à yêu cái xóa à là mi mi cả nó à yêu xí à giờ tôi mới giao đi nó xóa à là ai ở đây mình biết cái đó mình làm cũng được nó mình biết là ai dùng gì mà toa cũng được nó là mình giao tiền sang tiền nó là mà xem nó sang tiền ai dùng cái chủ cái đó cho à là bảo khỏe ai cần bắt đầu vượt tiền nào được khỏe bảo khỏe ai cần bắt đầu vượt tiền nào nó là mà xem à là sao mới mà à là đó bảo mình này ai cần bắt đầu vượt tiền nào rồi là bao nhiêu luôn à là đó mà xem nó là mới là xem nó đó mà xem sắc khu nhẹ à là to ra đôi gì à là đó mà xem mình biết cái đó à nó à là mấy giờ đó ai dùng gì à sao nó mình đi cả ai dùng chi à giờ tôi là mấy giờ gì à sao mình ăn tầm bao giờ vậy thì nó là khi ai dùng du khách gì rồi là tôi mà nó là mà tôi nói nó mấy giờ gì à sao nó ăn tầm bao giờ vậy thì nó là mấy giờ gì à sao nó là mà tôi nói ra tôi ra vậy nó là tầm bao giờ vậy thì nó tầm bao giờ vậy thì nó cả nó là sinh hoạt cả nhà được gì đấy chi giao gì à sao thì nó chi giao gì à sao thì nó là tầm bao giờ vậy thì nó là chi giao gì bộ nó chi giao gì à sao thì ai dùng cái chủ cái đấy, thì ông làm cái tấm bát đạo vật tiền nào mà không phải là sắc khuôn này tôi ra dùng mà chỉ mà giao bên này ai dùng này bố này, làm sao mà ai ra đi à đây, đó,
nhà anh cố để đó à nó cho mà gì là xe phát ra phát ra để bán nó gì đó à thì nhà chứ mấy à phố bay rồi ra vào nó phố bay rồi ra vào đi cho mà gì mà nó à cái này à xe à chả nó đôi gì là má bộ xe xe gì xe cũng tôi ra luôn thế nó cho mà gì à là chi cái gì nó à yêu nó là dù gì số ba gạ nó cho mà gì mà nó à là đi xe tiền như là nó má bộ xe xe gì cho mà gì mà nó xe tiền như má bộ xe xe gì à là xe cũng tôi ra luôn thế ngủ nó giá là số ba số nó là nó là chỉ được chín giờ số ba số để làm gì mà nó theo là chín giờ số này cái nào nó là phát hiện làm gì mà nó là nó cái nào phát hiện là tài lý sẽ gặp phát hiện nó làm xin lý tài lý nó là sẽ không tỏ ra luôn nó là nó mình như này là mà cha này nhà nó là mình như này là nó là mà cha này à bây giờ số rồi nó cái sẽ đâu đâu phát đồ nó đủ bao tất cả đó là rồi gì đấy nó bây giờ hiện nay đó mà mất phía cổ là bây giờ hiện nay bởi vì đấy mất phía cổ nó đó mà gì mà giáo mục à thì ai biết gì đó mà gì mà nó là đi cái gì xây gì đâu nó là cái gì nó đó mà gì cái gì xây gì đâu cái gì à xây gì cái gì đó là rồi nó là mình như này là nó mất cha là nó là mình như mất cha này nhà nó đó mà gì mà nó à cái sau là xây đâu cái gì đó mà gì mà nó đủ bao nhiêu đi tất cả dùng gì á bây giờ hiện nay các bạn nhớ nó là bây giờ hiện nay mà phía cổ nó là đi xa đi đấy xa nên là đi 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 nó phát hàng mà xin ba mà xin rồi các bạn xin mà là cũng phát rồi nên là nó là thôi gạo nó là mà cái xây gạo là phía đó nó là lũ bao cái đại yêu rồi gì là sắc khu to ra rồi ai cũng được phía đó là mà giao này của ông để các bạn xin mà nó là giao thôi gạo cái xây gạo phía đó nó là mà cái gì xây gì gạo là phía đó lũ bao yêu nó là mà cái đại yêu nó sai rồi thì sẽ cũng tỏ ra rồi ai cũng biết được mà giao này ngủ để mà giao này ngủ để nó giả sử sẽ cũng được tỏ ra được hả nó là bao nhiêu mà bây giờ này chết để bao nhiêu mà lúc đó tất cả đều ngủ về và cái đấy là như này này nó là bao nhiêu mà là rồi là nên đi từ bộ phận rồi nó là tiền tiêu về là bao nhiêu mà nó lúc đó tất cả đều ngủ mà bộ sinh sinh về nó là bao nhiêu sẽ cũng được tỏ ra được cái là chi nhà gì đó là chi cái gì đó là chi cái gì đó ai cũng Judy Subaga, not about Iu Judy Subaga. Can you not allow six out to the level? I say, can you no? And then look good at all. And I'm not Sakutora Duga, no? And I'm Mania and Machalana, not a Mania, no? And I'm Machalana, Payasudo, not can you? And I say, don't fit all, not about the Ruba Tada, you would be, no? Bring that yen at, no? And I'm Machinai, not a Mazima. Bring that yen at the penny, the Mazima, he appeared in my. Cái nào phiền thì xây dựng phiền thì được gì bà biết đấy là nó là mà phiền này ngủ để làm gì mà nó ô bỏ sao bao nhiêu tiền chứ mấy à cái về xin tiền được gì mà bộ xin xin à phiền nó làm gì mà sắc khu tôi đã nó tiền được nó chỉ là vì dùng số ba rồi đi xin tiền rồi bây giờ xin tiền rồi cũng khăn là cũng mà xin vậy nó làm gì mà à xin tiền gì hả nó làm gì mà bộ xin xin nó mà bộ xin xin phiền à là các bạn xem mà sắc khu thì tôi đã được chẳng giao ra để suy nghĩ đấy các bạn xem mà nó giao ra để suy nghĩ bọn nó chính vừa giao ra để suy bài là cái giao nó à là cái giao là còn sinh giao rồi sinh giao sinh tràn lũ nó tràn lũ gì là sắc khu tôi đã được nó là sắc khu tôi đã được gì là mất à là mất nghe nó mất cha là nhà anh để các bạn xem mà nó thì mà xài đi là nên đi để vào xe rồi à thì nào nên đi là nó bây giờ mà nên đi xuống rồi nó ông nào thì giờ bây giờ ông nào nên đi là sẽ có bảo đấy à bây giờ sửa rồi nó cái nào phiền thì xin cái phiền thì lũ bao tất cả rồi bây giờ hiện nay mà xin bài nó bây giờ giờ tiếp viên luôn này mà xin người ta tiếp viên luôn mà à xin để nó là mà tiếp viên luôn mà xin để lũ bao tất cả rồi luôn gì nó là tiêu biểu này tiêu nó sẽ cụ thể to ra thì cũng giao ra để suy nghĩ nó là giao ra để nó là giao ra để suy nghĩ nó là mà gì mà nó là mà gì mà giao ra để suy nghĩ cũng là cái nào phiền thì xin cái phiền thì giúp đi rồi đó bác sĩ đảm bảo xin xin đó nó đó bác sĩ mà là chuẩn bị rồi là giúp này nào và cố khăn nào cũng mà xin đạo nó là cố này đó bác sĩ mà cái là nó đó bác sĩ mà lũ bao tất cả dùng như vậy là ở phía mà nó đó bác sĩ ở phía mà tất phía mà là xí lệ lũ bao dùng đi ở trên nhà người cha rồi là mà bố sát nhà và mua đó mà bố sát nhà rồi là mà chuyện này cũng bỏ là đào cửa là nó đó bác sĩ mà thôi đào cái thôi cái nào xin đạo cái đó lũ bao tất cả dùng nó là rồi gì sát khu đó là nó rồi ai mà biết mà giao này để các bạn xem nó cái giao phía trên các bạn xem mà sẽ giao phía trên nó lũ bao tất cả rồi nó các bạn xem mà à giá này các bạn xem mà nó sẽ cũng được tối đa với ao phía mà giao này giao một
bà tháp bà đi đồ mà đấy bà tháp bà như bà nó là mà đủ bay luôn đấy nó đủ bay cho nó là à bây giờ xin gì à bây giờ này nó đủ bay giờ này nó sắp khu quanh nhà nào đã đủ rồi chẳng có mà đi sang đâu mà này à mà nó biết gì là biết sửa rồi nó đâu mà gì mà thì về ra đủ bay luôn luôn nó về ra cái ra luôn luôn nó đâu mà gì mà à là đã đủ về hồ rồi nó giờ thôi giờ là sử dụng trong cái mẫu thà đi cả nó đâu mà là đủ bao cái ra luôn điều gì vậy sắp khu tới đây ai cũng chắc chắn tiền nó à xin trả điều gì là bảo xin xin à phiền giáo là gì mà hồ nó đâu mà gì mà đi cả tôi có cái nào đó mà vô dụng nó sắp xếp được giáo là thế à là giáo là làm hậu vụ đấy nó là bao nhiêu mà nó à là mà vô dụng sắp xếp được giáo là làm hậu vụ tôi nói là cái này rồi bỏ nó mà vô dụng thì chú bao tất cả rồi mà vô dụng này nó là bao nhiêu mà sắp cũng phải là tôi nói là giáo là thế suy nó là bao nhiêu mà nó à là bao nhiêu mà thì cái nào phải để chú bao tất cả rồi à đó là bao nhiêu mà nó à là nó là bao nhiêu mà là là miền này mới có nó miền này tôi rồi đây là bao nhiêu mà nó à là rú bao tất cả rồi là bao nhiêu mà nó à là cái nào chết thì nó cái nào mà chết thì hại gì là sách nào mà chết thì hại phải cả cái này mà nó là bao nhiêu mà hại là sĩ giả đấy nó là bao nhiêu mà à là giả gì giả rồi là bao nhiêu mà và lúc mà là bà mà bố sách được giáo là mà chết này ngủ để giáo một là bao nhiêu bắt tháp bàn đi rồi bà nó rú bao giờ là sẽ không có nhà là giả gì giả rồi à là bao nhiêu mà đi bỏ nó là tiền bạc nó là bao nhiêu mà à là nó là bao nhiêu mà hại gì của và như này mà bố sách được tiền à là giáo là hậu vụ nó đã hiểu sao à là nấu cái chai này là bao nhiêu mà à là xem bây giờ bao nhiêu xem này rồi này này đi à là đã hiểu thật rồi xin làm nó là bao nhiêu mà nó là một sắc cụ tọa đó à là sắc cụ tọa đó rồi gì đấy mình biết những này gì đó ai dùng của ta à là nó là những này chỉ số ạ nó là bao nhiêu à là gì đấy à là khu mặt hồng nó là bao nhiêu mà nó à nó à là vui à hà đấy những này này à là những bao chất nào rồi gì sắc cụ đó là những bao chất nào rồi gì sắc cụ tọa đó rồi ai dùng thiết đặc biệt nó à xem ở trên đôi gì là bố sẽ xét à phiền giáo là gì mà hồn nó là bố sẽ xét phiền giáo là mâu vụ nó là mà gì mà nó giáo mới là thì vương tất là luôn là bố sẽ xét phiền giáo là mâu vụ nó là nó là mà gì mà à là sắc cụt tối là luôn đấy à là toa người dù là mâu vụ à đi ra đôi nhà đi mà đi ra đôi nhà sắc cụt tối là luôn đấy toa người dù là mâu vụ nó vương tất là luôn đấy bố sẽ xét này là mâu vụ nó là mà gì mà là mâu vụ nó là mà gì mà nó à là bố sẽ xét này là đấy rồi nó là đi sao vậy thì bây giờ bố sẽ xếp tiền là đấy rồi nó là bao nhiêu mà nó à bố sẽ xếp tiền là đấy rồi cái nhau thiết kế dùng sách nhau thiết kế à là dấu điều về từ này mà nó phải ra thiết kế dấu điều mà từ này nó là bao nhiêu mà cú à là bao nhiêu mà nó à là bao nhiêu mà thì cú à là bao nhiêu mà về cái dấu nó là bao nhiêu mà à là liên đôi luôn nó là bao nhiêu mà lý ra dấu à là bao nhiêu mà nó liên là nó ở quý ra dấu nó là bao sẽ rút ra một thằng đi cả nó đủ bằng cách nào dùng nó là bao nhiêu mà dấu đồ của đạo sư mà tu nó đạo sư mà quý đại dụng lý đại dụng đấy tu à là du này này bộ nó đạo sư mà đa lý là đạo sư mà nó à nấu cái chai này xả nấu cái chất sinh hùng này bộ nó à đi ra đi mà mắc cảm mà nó đạo sư mà à là sắc khu tối đa này đạo sư mà nó đạo sư mà à là toa bi lộ nó du làm hậu vũ nó đạo sư mà du bằng tất cả dụng đi ra đấy đạo sư mà nó à là mimi mi xì hồ bà cái đấy giáo là à là cái bố sinh sinh này giáo là mà hậu vũ nó bố sinh sinh này giáo là hậu vũ nó bốn sinh này giáo là rồi, cũng là bảy giáo thì cái ba dùng đi tất cả dùng bảy chú giáo làm đấy, đó. Tất bề mà sinh này ai dùng đi, ở đó mà giáo dùng chú mấy giáo rồi, ở đó chú học tiêu chí, thì sao phải học tiêu chí? Giáo mà xa này, nó là tiêu mà này, nên đi khai nhân giáo, nên đi xả đi trên này bảo, nó đó mà dùng đó. À, nó ao mà ao mà sao phải dùng mà sắc cụ tối đa dùng những gì, những gì ai dùng cô ta, những anh cha này, anh gì số gạ, đó. Những gì sắc cụ tối đa rồi thì ai cũng như này người nghĩ là ai cũng như này người suy nghĩ đấy đó bao nhiêu mà nó à là nó là nhất đầu mì nó nhất đầu mì là nhìn nhìn đi đấy đó bao nhiêu mà nó à đi đâu kia à nó nhìn là gì nó nhất đầu mì là đó bao nhiêu mà nhìn lúc nào là người này cũng bộ nó đó mà sắc cụ tối đa nó à là mình biết như thế ai cũng đã nhìn này cha này gì số gạ nó à là sắc cụ gì là mình biết đó là ta cần bao nhiêu nó à là sắc cụ tối mù nhất đầu mì của anh đi đâu kia nhìn anh nhà gì nó là nếu trong một giờ nhìn luôn nhau nó là mà gì mà nó nhìn luôn nhau bọn nó là mà gì mà à tôi đã bảo là ra gì đấy cái phía giá cũ đấy nó à tim mạch chân nó là mà gì mà nó cái phía giá cũ tim mạch chân nó mà phía này gì đấy nó là mà gì mà à cái cô nhà thầu gì nó là à nó biết đó thì là mà gì nghĩ đâu biết đâu mình biết nhà của phía mình nó à là mà gì mà nó à là thì nghĩ đấy hào cái đó dù này mà quê hà đấy dù này này nó nghĩ đấy hào dù này nghĩa là về chuyện này rồi mình nghĩ nào là cô nghĩ là cha là na cha rồi
เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံအဲ့ဒီเนาะဒါမှထိုးရောက်စကုတော်ရတို့ကြီးရဲ့เนาะအဲ့ဒါမရောက်တဲ့အာယုံကိုယူနိုင်တယ်အဓိကတော့အာယုံကိုမရောက်ပဲယူနိုင်တယ်เนาะဓမ္မဆုနာเนาะအဲ့ဒါဒါလေးကိုဒီပါဒီစာပိုက်ကြီးမှာเนาะဒါအဓိကပြောချင်တာကစကုတော်ရတို့ကလည်းမိမိကသွားပြီးတော့အာယုံကိုယူတာမဟုတ်ဘူးเนาะဓမ္မဆုနာเนาะအဲ့ဒါဒီကြီးကတော့မရှုပ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါနောက်တစ်ခုကဒီမှာအောက်မှာကเนาะဓမ္မဆုနာเนาะပြောချင်တာကเนาะဓမ္မဆုနာအဲ့ဒီမှာဒီရူပံကတ္တာယုံလို့ကြားတယ်เนาะဒါဟိုစက္ခုလို့တောတာလို့ခြံဟိုဓမ္မဆုနာအဲ့ဒါလာလည်းမဟုတ်ဘုတ်အစင်းစင်းကเนาะမဟာဘုတ်စင်းစင်းကလာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะသူပြောကျင်တာကเนาะအဲ့เนาะဓမ္မဆုနာเนาะအဲ့နောက်ပြီးတော့စက္ခုလို့တောတာလို့ဆိုတာဤရဲ့အာယုံဦးပဲယူနိုင်ရမဟုတ်ဘူးဤရဲ့အာယုံယူနိုင်တာဆိုတော့တောင်းမွေးလို့မြတ်တောင်းမွေးလို့ပါလို့အဲ့ဒါယူနိုင်မှာဘောတဲ့เนาะဤရဲ့အတိုင်းဦးပဲယူနိုင်ရမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါဤရဲ့အာယုံပဲယူနိုင်ရဆိုရင်မိမိနားကိုပဲပြည့်ရပါဘောတဲ့ဓမ္မဆုနာเนาะအဲဒါလေးဒီကရှင်းတာလားဒီညမှာလေเนาะဒါဆရာနောက်ပဲကိုအဲဒီဘက်ကိုအထူးတလီနဲ့ထပ်ပြီးရှင်းကြအောင်မယ်အောက်မှာကြည့်ပါမယ်အာဂောဇယเนาะကာရကအာဂောဇယကာကယုတ်เนาะဓမ္မဆန္ဒအဲ့တော့ပတာဇာယုတ်မှာเนาะကျွင်းတော့ယုတ်23ပါးကြီးเนาะအာငူယူခြင်းမရှိသောကြောင့်အာဂောဇယကာကเนาะယုတ်ခေါ်ရဓမ္မဆန္ဒเนาะဒါဆိုရင်ဆရာတို့เนาะဓမ္မဆန္ဒကြည့်မယ်အောက်မှာအဝိနိဘောကယုတ်เนาะဝိနိဘောကယုတ်ဒါလေးကြည့်မယ်เนาะဓမ္မဆန္ဒအဲ့အဝိနိဘောယုတ်ကတော့เนาะမကွဲမကွာเนาะဒါတော့ရောင်းရပေါင်းကြည့်ရဲ့ယုတ်ပေါ့ဓမ္မဆန္ဒဘယ်သူခွဲခွဲအဲ့ဆရာတို့ကပြိတ္တမမမင်းရင်ဘယ်သူခွဲခွဲတို့မခွဲတွေးခွဲတာဘူးအဲ့ဒါတို့ရန်ဒီဆိုတဲ့အဲ့ယုတ်ပေါ့เนาะဓမ္မဆန္ဒအဲ့ဒါเนาะအဝိနိဘောကယုတ်เนาะဓမ္မဆန္ဒเนาะအဲ့ဓမ္မဆန္ဒအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဒာမဟာဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးဘောင်း၈ပါးเนาะရောက်ဖို့ဓမ္မဆန္ဒเนาะရည်လေးကိုဘလောက်ခွဲခွဲရေမှုန်လေးအစဓမ္မဆန္ဒเนาะအဲ့ဒါရုပ်ရှိပါရှိတယ်။ကြောက်ကြိုက်ရဲ့ရုပ်เนาะအဲ့ဒါဆက်ကူလေးကိုတေးတေးလေးလာဖျက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရုပ်ရှိပါရှိတယ်เนาะဓမ္မဆန္ဒဒါလေးအဲ့ဒါเนาะဒါလေးကြည့်ရမယ်ရုပ်ရှိပါရှိတယ်လို့အဲ့ဒါသိရမယ်เนาะဓမ္မဆန္ဒကြောက်ဝဲလာအဲ့ဒါဘလို့ပဲခွဲခွဲအဲ့ဒါမကွဲနိုင်တဲ့ရုပ်ကเนาะဓမ္မဆန္ဒဘလို့ခွဲခွဲเนาะဒါတို့မခွဲတွဲခွဲတာတို့ရန်ဒီဆိုတော့ဘလို့ခွဲခွဲလို့မရတဲ့ရုပ်ဟာတော့အဲ့ဒါเนาะအဝိနိဘောကယုတ်အဲ့ရှစ်ပါးဘာဒီလဲဝဏ္ဏကဏ္ဍရတ္တဩဇာအဝိနိဘောကယုတ်နော်ရှစ်ပါးအဲ့ဒါကူတော့1999နော်ဓမ္မမေးထားဘူးတယ်အဲ့ဒါကူတော့2003မှာလည်းမေးထားဘူးတယ်ဓမ္မဆရာအဝိနိဘောကယုတ်ဓမ္မဆရာနော်ရှစ်ပါးနော်အဲ့ဒါလေးဓမ္မဆရာအဲ့ဒါသိရမယ်နော်ဓမ္မဆရာတောင်းလို့ပါတော်ရင်အမရာအောင်လုပ်ရတာရပြီ။တော်ရင်ငါဆရာကြီးဒီနေ့မင်းတော့လာဘူး။ဘယ်ဂျင်းလေးလည်းကြည့်ကဲ။ဆရာကြီးမောနေပြီ။ရရရဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။ကဲတော့ညောဝဏဝဏဒီဝဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့မှတ်ထားမယ်နော်ဝဏ။အဲ့ဒါဝဏကဓမ္မစရ2008မှာတော့မြေးဘူးလေနော်။ရှုရဲ့ကြည့်ရတော့ကြောင့်ဝဏလို့ခေါ်တယ်နော်။ဆရာတို့အဲ့ဒါရူပယုံကိုဓမ္မစရမှာနော်။ရူပလို့မခေါ်ဘဲအခါညဝဏလို့ခေါ်ရင်လေလူရအဲ့ဒါနော်။ဘာပြောလို့ပြောမမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဝဏလို့ခေါ်ရင်ဘာပြောလို့ပြောမယ်မသိဘူးပေါ့လေဝဏဆိုတာရှုရကြည့်ရတော့ဝဏလို့ခေါ်ရင်ပေါ့နော်ဝဏဆိုတာလည်းအစင်းပါပဲနော်ဒါလေးသိထားရင်အဲ့ရပါပြီနော်ဓမ္မဆင်မှာနော်ဩဇာဟာဩဇာနော်ဩဇာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းကျွန်တော်ကြက်ထားမယ်ဝဏလည်းမင်းပြီးဆိုတော့ဩဇာလည်းမင်းနိုင်ရပါပေါ့နော်အဲ့တော်တော်များအာဟာပဲသိကြတာလေအာဟာပဲသိကြတာနော်အာဟာကိုဩဇာလို့လည်းခေါ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဩဇာလို့ခေါ်တယ်မိမိဥပါဒိနော်အခြားမဲ့နော်ခီပေါ့ရုပ်ရည်ထောက်ပံ့တာဘယ်ရောက်မှထောက်ပံ့တာခီပေါ့နော်ခီလွင်းတဲ့ယုတ်တွေကိုဖြစ်စေသောကြောင့်ဩဇာမြည်ရယ်နော်ထီတွင်ယုတ်တွေကိုဖြစ်စေသောကြောင့်
ဩဇာမြည်နော်ဓမ္မရှင်မနော်မိမိရဥပါရဲ့အချမ်းမဲ့ပါနော်ဥပါပြပါလေထိတာတာပေါ့အဲ့ဒါထိမှာရုပ်တွေကိုပါပြလေဖြစ်เสียတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဩဇာမြည်တယ်နော်ဒီရုပ်ရှစ်ပါနော်အပေါင်းကိုကြည့်လေတဲ့နော်ရူပပုံရအညာမရှိဘူးအယူကိုပယ်ကြီးတဲ့နော်ဓမ္မရှင်မအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နော်ရူပပုံမှာနော်ဓမ္မရှင်မသူကရူပတမာကြီးကဂါဏပရာသမရှိတာနော်ဓမ္မရှင်မအဲ့ဒါကျွန်တော်ရူပတမာကြီးကနော်ပတာသရုပ်၅ပါးထဲမှာနော်ဂါဏအဲ့ဒါဇေဝါကာယပေါ့နော်ဓမ္မရှင်မရောက်ဖို့ဓမ္မကဂါဏပေါ့နော်အနတ်နော်အနတ်အနတ်အနတ်ကသူကအနတ်ကိုပယ်ရမဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မရှင်မသူကဂါဏပရာသကိုပယ်ရအနတ်မရအဲ့ဒါဒါပေမဲ့သူတို့ဘုံမှာတော့အနတ်မရှိတာဆိုတာအနတ်ရှိတယ်နော်ဓမ္မရှင်မနော်ရူပဘုံမှာအနတ်အဲ့ဒါအနတ်ရှိတယ်နော်ဓမ္မရှင်မဒါပေမဲ့ရူပနဲ့ရုပ်ရှိရဘူးရုပ်ရှိတော့ဓမ္မရှင်မအဲ့ဒါရူပရဲ့ဓမ္မကြီးရဲ့ဓမ္မရှင်မအနတ်တက်ကြီးဆိုရင်မှုရမှုမှာလေသူကအဲ့တော့ဓမ္မစင်ပါတိရသမားကြီးပညာလည်းမြင့်ရအောင်ဘုရားမှုမှာနော်အဲ့တော့ညက်ဒီပါကြီးသို့ဟိုဆရာတို့ကြားဘူးတယ်ညက်ဒီပါကြီးတွေ့ပြီဆိုရင်လေအဲ့ညက်ဒီပါကြီးလာတော့မယ်ဆိုတော့အဲ့ညက်ကြီးကမှုေးကြိုင်တာပဲလို့ပါကြာဟိုရှေ့ကနော်ဓမ္မစင်ပါဒီကြီးသူမကြီးဟိုဆရာသမားကြီးနော်ဓမ္မရဟန္တာကတော့စကြည့်တဲ့အဲ့တို့ကြားဘူးလားပေါ့အင်းတခါတော့ညက်ကြီးကဟိုတို့ပထိုင်းပါယူလို့လာပြီဆိုအင်းတခါတော့မှုေးသွားတာပေါ့ရှိတယ်လေနောက်ညက်ကြီးရဲ့နော်ဓမ္မအညက်ဟိုမှုေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ပြဓမ္မရှင်ကဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါကဓမ္မရှင်ဆိုတော့ပုံမွှေးမှာပေါ့ဒီကဓမ္မပုံကအညံ့မရှိပါရှိတာပေါ့ဓမ္မဓမ္မရဲ့ရုပ်ပါလေအညံ့ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ကောင်းရဲ့အညံ့ရှိမှာပေါ့ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ဓမ္မဟာအညံ့မရှိတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရုပ်ရှိရင်အညံ့ရှိတယ်ဒါပြီးတော့ရုပ်တိုင်းရုပ်တိုင်းမှာအနည်းဆုံး၈ပါးရှိရတယ်ဝဏ္ဏဂန္ဓာရသဩဇာအာဟာရဆိုရဲရုပ်၈ပါးရှိတော့တော့ဟောဓမ္မရှင်ကဒါကြီးကြည့်ရမယ်နော်ဓမ္မရှင်ကဒါဆိုရင်ရပါပြီနော်ဓမ္မရှင်ကနော်ဒီမှာဓမ္မစင်ကကန္နရတဗုဒ္ဓယုတ်၄ပါးရှိတယ်ပါဠိဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရှိမကန္နနော်အဲ့ဒါအကုန်လုံးပါပြီဆိုတော့အဲ့ဓမ္မစင်ကဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဆရာရူပဝိပါကဓမ္မစင်ကပြီးသွားပြီနော်ဘာပြီးသွားလဲရူပဝိပါကဆရာကနောက်ပတ်ကြရင်တော့ဓမ္မစင်ကနော်အဲ့ဒါသက္ခုပန်လောက်တောရပါလို့မထိမညိပဲရတော့ဒီမှာစာပိုက်ကြီးတစ်ပိုက်ကနော်ဓမ္မစင်ကနည်းနည်းလေးနော်ဆရာဟိုကြည်ထားသွားတော့နည်းနည်းလေးကရှင်းပါလို့ရှင်းပြမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တော့မကြည့်ဘူးဒီမှာအဓိကတိတဘောကတော့ဗာလဲဆိုရင်တော့เนาะဓမ္မစင်မှာဘောလေးကိုတော့အိမ်မှာဖတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဆက်ခုလို့တောတာလို့ကသူတို့ကိုယ်တိုင်တွားပြီးတော့အာယုံယူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะဓမ္မစင်မှာเนาะအဲ့တော့ဂူပါလို့တက်တာလို့ရတယ်ဓမ္မစင်ကဘုတ်အရှင်းရှင်းနဲ့တွားပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါဓမ္မစင်ကဂူပါယုံစီတက်တာယူပြီးတွားတာမဟုတ်ဘူးဘုတ်အရှင်းရှင်းကတွားရဆိုရင်အဲ့ဒါเนาะဘယ်ရုပ်ကိုပဲဆိုတာတွေ့ရမလဲဘယ်ရုပ်ပဲတွားလို့ရမလဲဆိုကမ္မစာယုတ်လို့စိတ်ကြစာယုတ်လို့ပဲတွေ့ရမယ်เนาะဘာဖြစ်လို့ကမ္မစာယုတ်ရှိတယ်ပဲရူပယုတ်တက်တာလို့ဆိုတာကမ္မစာယုတ်စိတ်ကြစာယုတ်လို့ရှိမှာပဲရှိတာမဟုတ်တာတစ်ပင်ဆိုရယ်ဘိဒ္ဓဟောဓမ္မစင်မှာနော်ဘိဒ္ဓဒီမှာလည်းရှိရယ်ဆိုတော့ဒါဓမ္မစင်မှာဘုတ်ရှင်းရှင်းကသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရယ်အဓိပ္ပာယ်ကိုသူကြည့်ရတာနော်အိမ်မှာနေနဲ့ဖတ်ကြည့်လိုက်နော်ဒါမဲ့ပတ်ကြရဆရာဒါလို့ဘာဖြစ်လဲထက်ရှင်းပြအောင်မယ်နော်ထိုင်နေကြအောင်ဆက်ရှင်းပြအောင်အဲ့ဒါဆာဒီကကြော်လို့ကြီးရတော့လေသူကနော်ဓမ္မစင်ဆာဟိုမရောက်နိုင်ကုန်ဒီလိုပြောပါနော်ဓမ္မစင်အဲ့မဖြစ်နိုင်ကုန်အဲ့ဒီမှာနော်အဲ့ဒါကိုဓမ္မစင်မှာနော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါဓမ္မစင်မှာကိုကဟိုကိုထင်သေးတယ်နော်ဓမ္မစင်ကဒီလိုမှားတယ်တခါညံ့ရင်နော်ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးရောင်းခါညံ့ရင်အဲ့ဒါဒီလိုထင်သေးတယ်ပါတဲ့ဟာလေးမျိုးဆိုစာအုပ်က၄၅၆တော့တင်ရနော်ဓမ္မပြန်ပြီးတော့လေ့လာပြီးမှဓမ္မစင်မှာနည်းနည်းတော့ဓမ္မစင်မှာနော်အဲ့ဒါကဆာမကြီးစာအုပ်မှာတော့ဒီဒါလေးမှာပါအောင်နော်ဓမ္မစင်မှာဒါကနော်ဟိုဆာမကြီးစာအုပ်ကတော့နည်းနည်းလေးဟိုပို့ပြီးတော့ဟုတ်ပုံရနည်းနည်းလေးဒီညာပါဆိုပုံလွယ်တယ်เนาะတပတ်ဆိုဆာမိုက်ဆာဝကြီးရရဟာเนาะတပတ်ဆိုမှာလွယ်တယ်လွယ်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုဆရာပြန်ရှင်းတော့ပါပဲမလွယ်လွယ်เนาะဆမိုက်ဆောက်မှာเนาะအဲ့ဒါမိမိရဲ့အစွမ်းအဖြစ်တော့ကောင်းတယ်မိမိမိရเนาะမဟာဘုတ်ရဲ့အစွမ်းအဖြစ်တော့ကောင်းတယ်ရောက်တည်ဖြစ်ပုံမရောက်တည်ဖြစ်ကုန်ရေးတဲ့เนาะဓမ္မရှင်မှာဝိသုနဲ့အာကိုရှေ့ရှုဖြစ်ကုန်ကြတော့เนาะအချင်းချင်းပေါင်းဆောင်ကြပြီเนาะထို့သောရှေ့ရှုတည်ကြပြီအဖြစ်တော့တဲ့အားရှိသူနှစ်ဦးတို့ကြီးတဲ့တို့ခိခိုက်ကိုဝေးကြခြင်းနဲ့တူကြီးတဲ့ထို့ကြောင့်ပရိဒယုတ်ကိုမြည်တယ်ဆိုတော့ပရိဒယုတ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်เนาะဓမ္မရှင်မှာသူကနည်းနည်းလေးပူတယ်ရဘူးဓမ္မစင်မှာဒါဆောင်းဝဲမှာမေးခွင့်ဒါဆောင်းဝဲမှာအဲဆရာတို့ရုပ်ပိုင်းဆောင်းမှာရှိမယ်နော်အဲခုနဆရာတို့ကဖတ်တဲ့ဟာမှာနော်အဲဆာမယုတ်မှာတော့ဒါဆာမကြီးရှိမှာတော့ခက်တူတူပဲကြီးတာဒါတပိယယုတ်အချင်းချင်းတိုက်ပုံနဲ့နော်ဒါဖုဒ္ဓဘာယုတ်ကြီးမိမိရဲ့ဆရာအပြင်နော်ကာယပရာသတို့
giáo y nó là ma gì mà nó à cá na prada thiếu ma prada kaya prada nó cá nào ra tao nói gì nhím gì kia ma bao vậy sao thì là xin xin được giáo y nó à là ma gì mà nó đi ma bảo mà chuyện gì mà bảo nó là ma gì mà sao không prada tôi là prada lũ bao chắc nào nói gì nhím gì sao thì là không nhím gì à bây giờ ma bao vậy sao thì là không nhà ba con nó kia thì là không mà giáo cổ để nó là ma gì mà à trả cái gì được rồi bây giờ nó là nhà nó thì sao mai sau mà giờ trả về bà nó à cha nào mà bà đâu cha nào mà bà đâu nó là mà thì mà nó nhận nhận đi xỉ rồi à dễ bông gì nhỉ nó xe này là chấp được nó là nó là chấp được đi chào đi chào nó là cha nó sau là cố gắng đó là tiền phát cả mà sao mai sau này à nhé xe tiền gì ra là sao mai sau này tiền gì đó nhận nhận đi ừ nó là à lưu nhận cứ mà xe là được rồi nó là ra đi cái xe luôn là nó bây giờ có gì không khách vào mày nó là mà lúc bắt tao mâu thuẫn à nó bây giờ có nhà bà đây đấy lúc bắt tao mâu thuẫn à nó là mà gì mà nó à là cú xe lướt tiền đấy chứ ủ đó mà xin nào nó anh ngay nhìn rằng tiền đấy chứ ủ nên nên ra là dạ bà đấy chị hiểu hiểu đó à kể nó giúp cho chồng chị à đi bà nó giúp cho chồng chị à đi bà cần sẽ u du à hà đó là nó càng ra giúp cô là chết sĩ vô nó đó mà xin nào nó càng ra giúp cô chết sĩ vô sĩ ga yếu cố chết sĩ vô à đại gì đấy nó đâu mà gì mà càng ha yếu cố chết sĩ vô sĩ ga yếu cố chết sĩ vô thì đó à là có những nhà quân sĩ đấy à là càng ha yếu cố chết sĩ à nó đâu mà bé cái gì đấy nó à đâu mà gì mà nó đâu mà bé cái gì đấy rồi chưa biết rõ đấy nó chưa biết rõ rồi rồi à à là ba đi rồi ba đi khỏi đấy rồi nhà nó khăn gì cả nó nếu đâu mà gì mà nhà nó khăn gì cả mà bài mà mẹ học nó đâu mà gì mà nó nhà nó khăn gì cả cả mà nó nhà nó khăn gì cả cả mà nhà nó khăn gì cả cái nó nhà nó khăn gì cả là chưa biết rõ nó nhà nó khăn gì cả à nó karma vasya nó kujo kan nó là karma vasya nó rupa vasya kujo akujo nó là à karma vasya thì mà bài đi thêm về rồi karma vasya nó à kujo đi thêm lại bộ karma vasya kujo rupa vasya kujo nào nó akujo akujo rồi là tivi là bộ karma vasya dễ làm được nó à thì mà bao giờ karma vasya này rupa vasya rồi bao giờ kujo nó cũng thế nào bộ nó à cái máu sư mà bao nhiêu là karma vasya kujo rupa vasya kujo nó thế lại nó bây giờ là akujo thế là bao nó sang ngã ba nó karma vasya kujo là sáu ba rupa vasya kujo là ngã ba akujo là sáu ba rồi bao mà nó ba đấy nó sang ngã ba nó à bây giờ thì say upakana mà say gì nó là mà gì mà nó à karma sa yo do di bây giờ thì say upakana mà say gì bảo vệ cái cả say rồi khana là khana đại nó à India bây giờ tất sĩ trở lại là cái mà giáo dục đồ à là phía dưới thì số lượng cái mà số lượng nó à bây giờ mà tiền mua vậy thì không được nó à là cái mà giáo dục vậy là phía dưới thì bố à kiến trúc thì gì đó là à là nhà nhà khen đi ra rồi tiêu hết bây giờ là cái mà vay ra cũng được rupa vay ra cũng được cái mà vay ra cũng được cái số ba rupa vay rupa vay ra cũng được cái ngã ba à cũng được thì là nhà sang ngã ba đi bây giờ thì say nó upa khana mà say gì khana đại khana đại อิสระเนาะอิสระสว่าตัชชิตัชชิมาเป็ดๆอะตัชชิตะนะกัมมะสะยุโรโกผิดเสียดีอะดาโดดีซาบะเนาะเดี๋ยวมาสิมาอะเนาะอะมะคักเคอเดี๋ยวคือว่าดีซอยอปอนี้มาดีล่ะนานะขันติกะเนาะอะเนาะอไตลุดีล่ะนานะขันติกะไอ้สีตนาอูเนาะอะเปื้อดีซอดีว่าเนาะเมียนมาลุดีล่ะนานะขันติกะเนาะไอ้สีตนานี่โอ้พี่กามคุโจกังอกุโจกังเออเนาะเนาะเดี๋ยวกูมาทันเนี่ยกูจะว่าอะกามคุโจกังอกุโจกังเออเนาะเดี๋ยวมาสิมา rupa kujo gan aje na sang aba do kan di no na sang aba kan di kamasa yo no kamasa yo go phe thaya sa pit da le paita ni sei upa no upa ma sa ye pavutti kha do no da ma sa pavutti kha do paita ni sei upa ya nau bai pavutti kha no da ma sai tu ye khana dai sai tu ye upa le phit de thi le phit de bin le phit de upa le phit de thi le phit de le mo da ma sa yogi khana na phit ni da yog a myan so phit da do da ma sa ba le กรรมสายุทธิบาเวกรรมสายุทธิว่าอุปาออทีโยอุปาออทีโยเบญออผิดเลยเนาะธรรมะเจ้าว่าอุปาได้อุปาอุปาออทีโยเบญออขณะได้ขณะได้ไม่เป็ดไม่แลเนาะอะล่ะนะผิดเลยถ้าซวยธรรมะเจ้าว่านอกซုံးเบญที่ผิดตาเลยซวยเนาะนอกซုံးเบญที่ผิดตาสุติเสิมมานอกเปลี่ยนเยเป็ดတော့สักขุนะ6 เนี่ยเสยอุปมานอกซုံးผิดเลยเนาะอะล่ะนะนอกซုံးผิดเลยဥစ္စာเนาะกรรมสายุทธินอกซုံးบมาผิดเลยโลเมยิน
Su đi dây mà tiền về đó diễn đi xí đó là đá đi bỏ nó đá đi nhìn nào su đi dây mà tiền về diễn đi xí đó sắc con này xem nào nó xây upa đó xây upa mà nấu sống cái đấy rồi gì đó nó à gì mà upa cành cái đấy rồi nấu sống cái đấy nó nấu sống cái đấy nó à về xe mà cái đấy rồi là con sắc con này xem nào nó là bao nhiêu nào à nó sắc con này xem nào gì nó là bao nhiêu nào à là chi cả là mà sao thì các bạn đã yêu được mà biết đâu đó upa mà là nấu sống cái được chi cả là mà biết đâu đó mà biết đâu là tôi ra bị đó là bao nhiêu nào là tôi ra bị nó về cái này này nó sẽ được bông mai gì đấy cả mà à cứ rồi đấy về lấy bông đá đi sẽ được nó lưu lên nhà cái nó lưu vào cái máy đấy nó về cái này nó upa khi nào mà sao thì nó là bố đi ra khi nào đây mà biết mình là phiền gì ra đấy phải xem mình phiền đâu đấy suy đi xem mà phiền gì đấy đó nó sẽ không là xem nào xem upa mà nó sống cái đấy khi mà cái mà đây thì mình phiền đâu nó là mà gì mà họ bị gì mà bà đó à upa và sẽ cần đó à upa và sẽ cần rồi yêu cầu mà phiền gì luôn đó upa upa bà này xem nào cái mà đây của mình phiền gì này mà đấy nó là mà gì mà nó à là mà gì mà nó upa upa cái bà này xem nào cái mà ra yêu cầu mà phiền gì này mà nó là mà gì mà à là đại lý mà miễn ra mày nó ai bảo cái bà bên yêu cầu mà phiền gì này rồi upa upa cái bà này nó à là miêu ra rồi upa upa bà này xem nào yêu cầu mà phiền gì này mà à là bị loa là cái nghe yêu cầu phiền gì là bị loa bị đó cái nghe yêu cầu phiền gì là à là bị loa bị à là cứ cái cứ khai làm mày nó à là xây ra yêu cầu phiền gì vô nó xây ra yêu cầu phiền gì vô nó là mà gì mà cũng là cái anh yêu cầu phiền gì là cái anh bận ba lần nãy sang ba tia mày nó xây ra yêu cầu phiền gì là mà xây bận ba lần còn sang ba tia mày xây bận ba lần còn sang ba tia mày nó à là đó mà gì mà nó à là còn sang ba rồi xây ra xây ra cố ba rồi bây giờ kiểu chiêm này à là kiến này xây kiểu này tia mày nó đó mà gì mà ai ba u ba li ba nó đó mà đối với sao mình xây ba kiến kiến còn sang ba đi này nó đó mà gì mà đã xây cái nó là phiền gì là làm cái gì nó à là bây giờ đi nào là xây luôn là bây giờ mà bây giờ bây giờ đi nào bắt tham ba bảo vệ u ba mà sao vậy thì mà rồi bắt tham ba bảo vệ u ba li ba nó mà gì mà nó à là gì nào là xây luôn bây giờ mà rồi bây giờ đi nào bây giờ đi sẽ gọi cho lại bà bây giờ đi nào bắt tham ba bảo vệ mà sao vậy nó xây đôi u ba đại à là điều là nó xây đôi bà đây đấy u ba đại u ba đại thì mà rồi u ba đại u ba đại mới ra mà nó xây đôi ấy u ba đại nó sẽ cái gì cũng phiền gì đấy, bé sẽ cái phiền gì đấy, sẽ khôn sang à ba, bé sẽ cái mà phiền gì u đấy, ai ba u ba gì, à đối phiền sao mình sẽ ba, ba không sẽ đi ba no, đó, à là sẽ đi ba no, đó bao nhiêu mà nó, à là khôn sang à ba chân này, đó, giả sử no cái sẽ đi ba, ba không mà phiền đấy, chứ mày, ai ba u ba gì đi ba, yêu cầu ba không mà phiền gì này là đấy, đó, à cháu phiền đó, đó u ba u ba ba nào cần, đó, cả đi cả làm đấy. À lúc bao giờ bạn nào cần, ý nó yêu cầu sang người phía sau là không là bất kể, nhà bên này ai qua bông này, lâu lâu khi à bông mà không tới là không, bên này chết là chết, đó, à yêu bao giờ mà phía sau này rồi, chết là phía mày, lúc bao giờ bạn nào sang cháu ấy, à là nó là ai qua, nó bông gì yêu cầu mà phía sau này bông chết tới cháu này, nó là bao giờ cháu nhà bị, à là chết tham mày, nó sao mà mưu ra này, nào về phía sau bên xe ba, yêu cầu bao giờ mà phía sau này này, nó là bao giờ mà yêu cầu nó phiền gì này thì chú cho cháu chết đó yêu cầu phiền gì này nhé nó xây gì mà chú cho cháu được gì để hay đồ gian đi đâu mất cái đâu à bao nhiêu mẹ trả được mà xí đó cháu về bên sau mình xây ba yêu cầu mình phiền gì này mà đó à là cô đó u ba mà này nó qua phía sau ba u ba mà đi vào gì làm mẹ đó nên là gì đó u ba mà đi ra gì làm mẹ nó là mà gì mà đó chế lại những người mà biết sống đồ đồ đi chế lại những người mà biết sống đồ đồ đi thôi thôi cái sao cô chế lại những người mà biết sống đồ đồ đi thôi thôi cái sao cô những người biết sống đồ đồ nào mà sao này ta kêu đồ những người biết sống đồ đồ nào mà sao này ta kêu đồ à là u ba mà, về biển sau mình sẽ ba đi,
mấy tiền sao mình sẽ bá đi say in a anh ấy đâu giàu say in a anh ấy đâu yêu cầu mình phi sinh này mà ha à là say in a anh ấy đâu giàu yêu cầu mình phi sinh này mà nó à là ông vô được bao nhiêu mà mấy tiền sao mình sẽ bá đi yêu cầu mình phi sinh này bông cô à là ủa mà nó qua phi số bá số nhưng chỉ là anh mà phi số này rồi mà phi này nó bao nhiêu tiền đó thu thu cái giá được cô anh là phi số này bao nhiêu đồ giàu của mà lâu này cũng bỏ đó à là mà lâu nay ngủ đó, à đi đâu ba bé nó cho cái đồ, à đối với cháu mình sẽ ba gì, xây nhà anh ấy đồ cháu, nó yêu cầu mình phải xây này mà nó đào nhà gì đó, à nó này, à là xây chi đây bà mày nó làm gì mà, à là bây giờ thì xây nhà nó nhà nào suy nghĩ gì yêu cầu mình phải xây này mà, đó, yêu cầu mình phải xây này mà nó làm gì mà. À là cứ cái mà cả ba sĩ cái mà này rồi nó bây giờ như thế gì đó giờ nào như thế gì đó à là nó bảo vệ sĩ sẽ cố ba này cứ vậy đó cho kiên nhẫn mà biết vậy nó à là ba biết là kiên nhẫn mà biết vậy rồi là cái sĩ quân sĩ ngã ba đấy mà nó bây giờ như thế cái ba này bảo vệ sĩ cái ba này nó suy nghĩ cái ba này nó làm sao mà à là giờ bây giờ bảo vệ sĩ cái mà chống quân sĩ cho nó tí đam mà lâu dài bảo vệ bây giờ như thế nó sẽ cố bảo tí đam mà lâu dài bảo nó à là bảo biết rồi đấy, đó, à là bảo vệ cái mà chống người này, bây giờ này sẽ được suy nghĩ ha, bảo vệ cái mà bảo được làm không được thao, giờ không nên làm bao giờ này, đó, đó, cứ kéo chân là ga, đó, lâu lâu cái bây giờ này sẽ, đó, giờ một đồng bào làm miếng đa, đó, miếng đa ga, lâu lâu cái bây giờ này sẽ gì, bảo biết giống của mình phát sinh này này, đó, lâu lâu cái bây giờ này sẽ được gì, lâu lâu cái bây giờ, bảo biết giống của mình phát sinh này này, đó, đá đi đá đi. Đó, đã tên là tên mà tao đi đó. Cá gì đó. Bây giờ sao ta, cái gì kênh đó cho. Cái đó. Ê, đi nào mà, đi nào đi ra, đi nào. Đi nào đi ra. Đi nào. Cha mà đi xa ông rồi kìa. Cha mà đi xa ông mà, bụi gì sao ta kênh đó cho rồi kìa, đó. Quê ra là kinh đô đạo. Đáng là xa rồi đã. Cô sao đi chạy ra nên đi lại chứ đã. Nó cứ lông mà này nè. Nó cứ lông mà này nè. Rồi là bà lông mà này rồi. Cô bây giờ đi xin chú là. Nó xin mà lê. Cảm ơn mà. Cô mà xin mà lê xin mì xin. Nó. Nào mà lê xin mì xin rồi đi. Xin là lê chú lên chú lê xin mì xin. Đã xa sao mà bù hình ra là. Xin là chú lên chú lê xin. Mà xin là. Mà xin. Bây giờ đi xin chú là. Sao đâu chú lê xin đi. Hả mà. À là xin là chú lên chú lê xin. Mà xin là đi xin kia nè. Nó cái nó yêu cầu mình phát sinh này của anh ấy đấy bọn nó, à tôi nói cái gì mà bọn nó nào mà phát sinh sinh ra vào đấy nó làm sao mà được, nhưng mà nó bây giờ ta ta cái gì kiến nó giáo sư nó làm sao mà, ô sợ đi rồi nhớ được lấy sinh kiến này bọn nó nhớ được lấy sinh kiến này bọn nó, à thì nó gì này ra là bọn bây giờ ta nói là sợ đi rồi nhớ được lấy sinh rồi bây giờ ta làm mà sợ đi à nó để luôn luôn, à cứ là bây giờ ta là kiến nó giáo sư mà giờ sao mà đi sao mà nó bây giờ ta làm gì ra đấy nó, chả đi là nó không gì ra bọn nó thao về nó là mà gì mà à ha thao bạn nó thao bạn thì mà nó à ha thao bạn mà giao anh ấy bỏ nó bây giờ thì là à ha sa gì rồi à thao bạn nó thao bạn mà giao tiền mà giao tiền nó mà giao tiền à đâu là mà gì mà nó nên đi ô mà giao thao bạn tiền mà giao tiền đâu là có rồi mà sao chứ mày nó là bây giờ biết đó à ha ra sa đi đâu đi đấy mà thâu bạn ở đó cháu là gạo luôn thế mày nhớ mà nó mà thâu bạn ở đó cháu là gạo luôn thế mày thế bây giờ đi nào mà bây giờ mà gang này được thu lại mày anh ấy đó hà gia vũ thì mình biết biết đó cháu là gạo anh ấy đó hà gia vũ thì mình biết biết đó cháu là gạo cá gì cá gì mì mì ai để phe phe tới đâu là có nó cũng mà sao giao là rồi ai để phe bỏ nó à sao giao để ai để bán chết đấy thế cái gì vậy nó chết chứ mà nó chết gì đấy cái mà sao giao được gì sao giao được đó sao giao được đó nhà của chúng ta đi đó giao bây giờ thì cái gì yêu cầu mà phát sinh này mà nó cái mà ra yêu cầu gì đó xây dựng
ဖြစ်သွားစိတ်ကြည်လာရုပ်တွေနေရာကိုယူထားရဲ့တဲ့။နောက်ပိဋကံစိတ်ကိုမဖြစ်နိုင်ပါ။အဲ့တော့တို့တို့တို့ပဲရေးမယ်ဆိုရင်နော်။ရှားရဲ့တူတာဂါကြီးကိုရှားရဲ့တူတာနော်။ရှားနေတဲ့ခေါ်လိုက်မယ်။စိတ်ကြည်လာရုပ်တွေနေရာကိုယူရဲ့တည်နေရသောကြောင့်လည်းကောင်းကမ္မသာရုပ်တို့ဒီစိတ်ကြစားရုပ်တို့ဤနေရာကိုယူ၍တည်နေရသောကြောင့်၎င်းပိဋကံဤစိတ်ဒီရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါဒီကမှာတို့ကမ္မသာရုပ်တို့ဒီနော်အာစိတ်ကြစားရုပ်တို့ဤနေရာကိုယူသောကြောင့်၎င်းရပြီနော်ဒါမှာဘယ်နှချက်လဲ5ချက်ရှိတယ်နော်ဘယ်နှချက်လဲ5ချက်လို့ပြောရည်တယ်နော်ဟိုဟာရိယဝုဒ္ဓအဲ့ဒါ6ချက်အောင်မှာ5ချက်ရှိလို့5ချက်လို့ပြောနိုင်ရနော်ဓမ္မစုံကနော်ဒါလိုရပြီဒါဆောဆရာဂါကြီးခေါ်တာပြန်ခေါ်ပေးဂါကြီးမှာနော်တို့တို့တို့ရင်းမယ်ဆိုရင်ကမ္မသာယုတ်တို့ဒီစိတ်ကြလာယုတ်တို့ဟမ်မီအဲ့တဲ့အဖြစ်တော့၎င်းအေးအဲ့ဒါနောက်ဂါကြီးကဂါကြီးရဲ့ဒီဘက်မှာရှိတယ်ဒီဘက်ကလည်းဂါကြီးရဲ့ရှိတယ်လေဒါကြီးရရှိတယ်သူကတွေ့လားတမစာရုပ်တို့ဒီစိတ်ကြောက်ဖြစ်တော့စိတ်ကြရရဲ့အရာကိုယူ၍တည်သောကြောင့်၎င်းအတူတူပဲအတူတူပဲရအောင်နော်၅ချက်အဲ့ဒါ၅ချက်ရမလားရမလားရပါတယ်ဆရာအေး၅ချက်နော်၅ချက်နော်အဲ့ဒါတရားဟောရ၅ချက်ယူရမယ်ဘယ်ချက်ယူရမလဲအချက်ရရပါမယ်။အဲ့ဒါဘာစိတ်ဘာကြောင့်ရင်းရလဲ။ပိဋကံဒီစိတ်ကြီးရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူး။ဒါလေပိဋကံဒီစိတ်ကြီးရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးနော်။အဲ့ဒါနောက်ပြအောင်ပါဓမ္မစင်ကနော်။အဲ့ဒါဓမ္မစင်ကသုတိစိတ်နိုင်မှုတွေ့လား။သုတိစိတ်နိုင်မှုတွေ့လား။ဟုတ်ကဲ့ပြီပါ။တွေ့ပါတယ်ဆရာ။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့ဘေးကမှာအခက်ကြီးကြီးတိုင်းရန်တာတို့သုတိစိတ်အဲ့ရဟန္တာတို့သုတိစိတ်ကရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဒီစာပိုင်းကရဟန္တာတို့သုတိစိတ်ကရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးအဲ့ရဟန္တာတို့သုတိစိတ်ကရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဆိုဒီစာပိုင်းရေးရမယ်နော်ကြည့်မယ်သုတိစိတ်နိုင်မှုရဟန္တာတို့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တဏှာအဝိဇ္ဇာတဏှာကင်းပြီးဖြစ်၍ငြိမ်သက်သောဖြစ်ခြင်းရှိရဖြစ်သောသုတိစိတ်ကြီးရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါဘာသုတိစိတ်လဲရဟန္တာတို့သုတိစိတ်နော်ရဟန္တာရုပ်ရှိတဲ့တဲ့ရုပ်ကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါနော်ဓမ္မစေမရဟန္တာရုပ်ရှိတဲ့သူအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကင်းပြီးဖြစ်၍နော်အကင်းပြီးဖြစ်၍ရမလားရပါလေဆရာအေးဒါတော့ဒီနေ့ဖို့ကဒါတော့ပဲနော်ဒါတော့ပဲနော်အဲဆေးကြစားရုပ်နော်မဖြစ်စေနိုင်ဘူးပေါ့နောက်နေ့ကြာရတာအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုအဲ့ဒါတင်မယ်နော်ဓမ္မစုမနော်ဖြစ်တဲ့ဟာကြီးတင်မယ်ဆရာတိတ်မကြံတော့ဘူးကြာနည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်နော်ကဲဘာမေးစရာရှိသေးလဲဘာမေးနေလဲမေးစရာရှိလားဆရာအစကုန်းနဲ့တော်တာလေဟိုအရင်တော့လိုပဲမှတ်လိုက်ရတယ်မလားဆရာအာယုံကိုသူတို့ကမထိရောက်ဘဲနဲ့အဝေးကနေလည်းယူနိုင်တယ်လို့ပဲမှတ်ထားလိုက်ရတယ်မလားဆရာဒီကမှတ်ထားရပါဘောဒါအခုရမှဒီကမှတ်တာဒါပေမဲ့ဒီကဂျိုနီးတော်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တက်ကိုညံထအောင်နော်အဲ့ဒါဓမ္မဆွေကဟိုဘက်ကကိုးကားလိုက်ဒီဘက်ကကိုးကားလိုက်ရနော်ဟိုသူကဒီကရောကြတော့လေဓမ္မဆွေကရှင်းမြင့်သွားပြီပေါ့နော်ဟိုဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆရာမလည်းဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီဆရာကြီးဖြစ်သွားပြီတော့ဟိုဗိဓမာဓမ္မတော့မှတ်တဲ့ပုံစံတွေကတော့မှတ်လဲရတယ်လေဓမ္မရှင်ကနော်ဒါပေမဲ့သူ့နဲ့ပို့ပြီးတော့ဓမ္မရှင်ကနော်ဟိုကျေပြက်ပြက်ဟိုညံကိုထက်စီတာအမှန်ကညံထက်အောင်တင်ရနော်ညံထက်တယ်အဲဒါသူကညံထက်တယ်နော်ဟိုဆိုတာကဟိုစက္ခုပရာသကြီးကသွားပြီးတော့အာယုံကိုယူလာတယ်မဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မရှင်ကဟိုဆရာတို့ဗိဓမာမှာပါတဲ့ဘူပေါင်းတက်တာယူဆိုတဲ့ဒီမှာမာဘုတ်အစ်စ်စ်နော်မာဘုတ်ရှင်ရှင်သွားပြီးတော့စက္ခုပရာကရီးသွားတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘူပေါင်းတက်တာကနော်ဓမ္မစင်ကအဲဒါလေးတွေပေါ့သူကိုးကားပြီးတော့ရေးတဲ့ဟာလေးကိုနော်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုဓမ္မစင်ကနော်နားလည်အောင်လေးနည်းနည်းလေးသင်ကြမယ်နော်ယူလို့လည်းရတယ်နော်ဆောင်းမဲ့ပြင်ဒါဖြေချရည်လေနော်ဓမ္မစင်ကရတယ်နော်
เออยาเลยสมัยคุณอ่ะดีกว่าเลยช่วยเลยช่วยได้หรอไม่พูดก้าวหน้าบ่เนาะโอเคเมื่อจำเสียจริงๆเต็มเลยเนาะโอเคว่ะโอเคว่ะเฟียชัวร์ไหมบูดาบูดาเนาะเดี๋ยวมาบูดาเนาะตั้งก้าบูดาเนาะมาดาบูดูบูดาเนาะอาเซียบูดาเนาะอูเนาะบุญเจสุสินดูบูวันนี้วันนั้นมีอยู่เต็มเนาะเลสโซมูสิบกุโรบายสิบเอ็ด ดังนี้ยักษ์กูดีกว่าเจ้าดีตนาดอกกูนายุติงยาดอกกูดูกามุโรยผู้ว่ากูแล้วก็ทำไมถึงรู้ว่าเสมาสัยยันนี้แค่ไหนกูก็คุยกับด้านนั้นกูดูที่ด้านกูดูบ้านนั้นกูดูกามุชิดูอารมณ์ใจกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูรู้มุจ้าบ่าวเนาะดูดาดูดาดูอารมณ์ใจกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยกูรู้มุจ้าบ่าวเนาะดาดูดาดูดาดู อารมณ์ใจกันเนี่ย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 เน